Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mission Thiện. Anh Nhân Asayo, Mission Imnita. Quay trở lại phần 115 ngày hôm nay đó quý vị, thì Mission sẽ quay lại cái chủ đề là hãy thức tỉnh đi cộng đồng mạng ơi. Vì trong thời gian vừa qua hơn một năm trời đó quý vị, thì tất cả chúng ta dành tình thương cho một người không đúng chỗ. Vì trong con người chúng ta thì Mission cũng đã giải thích rất là nhiều lần là ai cũng có cái tâm thiện. Và một khi họ có cái tâm thiện rồi thì nhìn vào bất kỳ những hoàn cảnh nào, không biết là hoàn cảnh đó đang diễn hay là hoàn cảnh đó đang lừa cộng đồng mạng, nhưng đầu tiên mình thấy cái hoàn cảnh đó là mình phải thương cảm và mình thương trước đi cái đã quý vị. Nhưng mà sau khi mà mình nhìn nhận ra rồi, những người mà họ tạo ra, họ che mắt để lừa dối mình, để cho mình thương họ, để cho mình bảo vệ họ, và khi mà họ đã đủ lông đủ cánh rồi, bắt đầu là họ quẹt mỏ như gà đó, thì cái việc mà họ vô ơn với lại quẹt mỏ như gà đó quý vị, thì nó thể hiện trên những cái hành động mà bây giờ chúng ta đã dần thấy ra hết rồi. Thì trong cái câu chuyện nhà của cố nghệ sĩ đó, thì các em vô ơn đó quý vị, thì quý vị hãy thức tỉnh đi cộng đồng mạng ơi. Vì trên xã hội này nó có rất là nhiều hoàn cảnh để cho chúng ta thương, mà đó là một cái hoàn cảnh người ta nghèo thật sự, chứ không phải là của cha để xuống mà hưởng hơn gần cả trăm tỷ mà vẫn lên khóc than nói rằng là không có tiền để ăn, nguyên cả gia đình phải ăn mì gói chung trong một cái nồi đó quý vị. Thì bây giờ là chúng ta nên thức tỉnh đi cộng đồng mạng ơi. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người có rất là nhiều hoàn cảnh để cho chúng ta thương. Và ở Việt Nam mình thì những cái nơi mà chúng ta cần chia sẻ, tức là ở vùng sâu, vùng xa, những người ở dân tộc thiểu số, ví dụ như là vùng Tây Bắc nè, vùng Tây Nguyên nè, vùng Buôn Mê Thuột nè, nó có rất là nhiều hoàn cảnh những đứa trẻ em mà nghèo đến nỗi mà không có đồ ăn để ăn đó quý vị. Chỉ có thể ăn cơm và chan với nước lạnh mà thôi đó, chứ cũng không có miếng thịt hay là miếng cá nào đó ăn. Thì cho nên là đến thời điểm này chúng ta nên thức tỉnh lại và dành tình thương đó cho những hoàn cảnh khác đi quý vị. Thì bây giờ tôi mời tất cả mọi người xem qua một cái hoàn cảnh, một cái đứa bé này đó, ở trên vùng sâu vùng xa nha quý vị, mùa lạnh là đi theo ba mẹ đó mà ăn mặc như thế này. Bây giờ tôi mời tất cả mọi người cùng xem. Mình hãy dành tình thương cho mình đúng chỗ đi quý vị. Hãy chia sẻ lá lành đùm lá rách đúng nơi đúng chỗ đi quý vị. Còn cái chỗ của các em vô ơn chúng ta nên dừng lại và chúng ta nên thức tỉnh. Chúng ta nên tỉnh lại đi quý vị, nên chia sẻ những hoàn cảnh như thế này đây quý vị. Tức là trong cái hoàn cảnh của bé đó quý vị, thì đi lên với lại cha mẹ đi lấy củi đó, thì mặc một chiếc áo rất là mong manh mà tay nó run dày nè quý vị. Thời buổi giờ mà còn không có đồ mặc để ấm mà nó run dày nè quý vị đó, mặt mặt mày tao nó dơ quá trời quá đất. Thì những cái hoàn cảnh này mới cần những tình thương của chúng ta quý vị, chứ không phải là mình dành tình thương cho những đứa ảo tưởng, và trong khi đó là bây giờ là nó thậm chí là nó giàu hơn mình nữa, thì tại sao mình vẫn theo ủng hộ, đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại bây giờ thì trong câu chuyện của các em vô ơn đó quý vị, thì hầu như là 90% người ta đã quay lưng hết rồi, nhưng vẫn còn một số u mê. Cho nên tôi muốn thức tỉnh những cái số u mê còn lại, số ít đó quý vị đó. Còn những cái kênh mà mỏ hổn, những cái kênh mà YouTube mà vào mà tấn công để mà chửi, để mà binh vực những cái loại người như vậy đó quý vị, thì đó là câu view câu like thì mình không nói tới rồi quý vị. Nhưng nếu như mà mình muốn cho tình thương của mình, thì nên cho những hoàn cảnh này nè quý vị. Ai coi nó rung, nó lạnh đến nỗi mà nó rung vậy nè quý vị, áo mặc không đủ ấm luôn quý vị đó, thì hoàn cảnh này mới thật là đáng thương, đúng không? Còn bây giờ mình đi cho một cái đứa mà mình đi cho một cái đứa sống tại Sài Gòn. Hồi đó tôi đặt một câu hỏi, không lý do nào mà một cái em mà sống tại Sài Gòn, mà đẻ ra lớn lên tại Sài Gòn 30 mấy, gần 40 năm, không có lý nào mà nó quê mùa đến cỡ đó quý vị. Tại vì ở Sài Gòn thì quý vị biết rồi, dù là dân ở Sài Gòn mà có nghèo đi chăng nữa nhưng ăn mặc đồ rất là modern. Dân Sài Gòn ngộ có một cái là dù có nghèo cỡ nào đi chăng nữa nhưng cách ăn mặc rất là modern quý vị. Không bao giờ nó nhà quê tới cỡ đó. Mà đằng này cái em này sanh ra lớn lên mang tiếng là con của ông Hoàng Cải Lương giàu có,
Không lý do nào mà lại để cho một đứa con gái mà nó thiếu thốn mà lại ăn mặc đồ quê mùa như vậy. Đó, thì lúc đó mình lại càng ghét cái cô Sáu với lại chú Bảy kia nhiều hơn. Mình nghĩ rằng là à, chắc có lẽ là nhận nó về làm con nuôi, cho nên là bên gia đình đó không có thương, cho nên ăn hiếp nhỏ. Canh những lúc mà không có ông cố nghệ sĩ ở nhà ăn hiếp nhỏ, thì lúc đó mình tự trả lời cho mình là như vậy. Cái tự nhiên cái mình binh quý vị. Và đến thời điểm này khi mà đúc kết lại, và chúng ta nghĩ rằng là tại sao là một con của một cái ông cải lương giàu nhất thời ngày xưa đó, mà lý do nào tại sao lại ăn mặc đồ quê mùa mà lại thất học nữa. Cho nên là bây giờ khi mà mình đã sáng mắt ra, nó không còn cái tình thương mù quáng đó quý vị, thì nó sáng mắt ra, bắt đầu mình nhìn nhận, mình thấy là à, tất cả những gì ở trên mạng cho chúng ta thấy đó là điều một cái kịch bản để diễn, để diễn cho chúng ta thấy, để mà lấy tình thương của chúng ta đó quý vị. Kinh khủng không đó. Thì qua cái trường hợp của cái cháu này đó quý vị, thì nhìn như thế này, cho nên tôi muốn kêu gọi tất cả cộng đồng mạng hãy thức tỉnh đi, hãy dùng tình thương của mình là yêu thương những đứa trẻ như thế này. Ví dụ như là lâu lâu mình có thể tổ chức một cái chuyến đi nào đó với lại tất cả các anh chị em bạn bè quen biết gì đó, mình đi trực tiếp đi lên trên những chỗ như thế này để mà mình cho quý vị. Mình không có nhiều, một người 2 triệu, 3 triệu, nhưng có những người ví dụ như là người ta có dư của ăn của để hơn tí xíu, họ đi lên trực tiếp, họ thấy những hoàn cảnh đó, họ có thể cho thêm 5 triệu, 10 triệu chẳng hạn. Đó, tại vì mình ở đây, dân Sài Gòn của mình ở đây đó quý vị, thì có những cái cục kẹo mà đến nỗi con nít mà giờ mình cho năn nỉ nó không thèm ăn nữa, mua bánh kẹo năn nỉ nó cũng không thèm ăn nữa đó quý vị. Nhưng những cái chỗ dùng sâu dùng xa như thế này nè quý vị, đó, những đứa trẻ như thế này, chỉ cần cho nó một cục kẹo thôi là nó mừng đến nỗi mà giống y như là nhận được một cái gì đó mà cái món ăn rất là ngon đó quý vị. Rồi, tiếp theo, trong một cái hoàn cảnh của cái bé này thì tôi nghĩ chắc cũng khoảng tầm 14, 15 tuổi, như độ tuổi của cái em Vô Ơn ngày xưa. Đó, thì ôm một đứa con vừa ăn cơm rất là khổ sở mà vừa cho con bú. Đó, thì nhìn vô hoàn cảnh này nó mới thật sự là khổ sở đây quý vị. Còn đằng này mình ở trong một cái căn nhà lầu đó, mà mình quay tất cả mọi người là nhúm vô ăn một cái nồi mì như vậy, cái mình cảm thấy mình thương. Nhưng mà bây giờ hãy suy nghĩ lại đi, thậm chí là có những đứa mà tại sao ăn chung một cái tô mì như vậy. Cái thứ nhất là làm biếng, là nấu tô với nhau để ăn vậy cho nó đỡ rửa chén đó quý vị. Còn cái vấn đề thứ hai nữa là diễn cho một cái kịch bản nào đó quý vị, tại vì diễn đó để được lợi cho mình, và thật sự ra là đã được lợi cho mình hơn trong vòng một năm nay, lấy biết bao nhiêu nước mắt của những người nhẹ dạ quý vị. Đó, lấy biết bao nhiêu cái tình thương của những người trên cộng đồng mạng người ta cho đi. Và bây giờ tất cả mọi người ơi, hãy thức tỉnh đi cộng đồng mạng ơi. Thì bây giờ tôi mời tất cả mọi người xem qua cái đoạn clip này nữa nè quý vị. Tình thương mình nên dành cho những chỗ như thế này. Vừa ăn cơm vừa cho con bú. Cái độ tuổi này thì nó cũng khoảng là 14, 15 tuổi thôi quý vị, còn rất là nhỏ. Cái canh là cái dạng giống y như là lấy nấu cái gì làm cái nước, làm cái nước thôi, chứ không có thịt thà gì ở trong đó hết. Mà ở nhà là nhà đất, quần áo là xin của người khác. Bé này hình như chưa được 15 luôn đó quý vị, là dân tộc thiểu số đó quý vị. Nhà tranh, dách lì không phải là dách đất mà che những cái tấm mành lại đó quý vị. Đó, thì nhìn cái nồi cơm đó, ăn cơm xong bắt đầu là chan một cái miếng nước canh vô. Thì hoàn cảnh như thế này nó mới là nghèo thật sự. Nhưng mà lý do tại sao là tại vì ở chỗ vùng sâu vùng xa đó quý vị, những cái dân tộc thiểu số á, là 14, 15, thậm chí 13 tuổi là đã lấy chồng rồi quý vị. Đó là cái phong tục của người ta. Thì ở nơi những cái dân tộc thiểu số như thế này, họ không có học và họ cũng không có gia chạm với lại những người hiện đại thời buổi bây giờ. Thậm chí là những cái điện thoại 4.0 rồi tivi họ vẫn chưa tiếp xúc. Cho nên là ở vùng sâu vùng xa như thế này thì thường là nó có cái phiên chợ để bắt vợ đó quý vị. Đó, thì đi ra một cái phiên chợ đó thậm chí là không có yêu thương gì hết, là chỉ cần thích bé đó là bắt bé đó về làm vợ thôi. Nó có những cái phong tục của ở trên Tây Bắc nó là như vậy. Và khi mà nhìn vô trong cái gương mặt của bé này thì có lẽ là mới có 13, 14 tuổi thôi quý vị, mà đã là sanh con đẻ con rồi. Thì cái này mình cũng dễ hiểu, tại vì người ta ở vùng sâu vùng xa họ không được tuyên truyền những cái mà ví dụ như đủ tuổi mới lấy chồng, rồi tuyên truyền là phải đi làm, phải đi học để cho có một cái nghề để xây dựng tương lai. Đó thì nó khác. Còn đằng này cái em Vô Ơn này là sống ở một cái thành phố lớn nhất tại Việt Nam, một cái thành phố hiện đại nhất tại Việt Nam, thì không lý do nào mà lại là thất học, không lý do nào mà lại là sanh con đẻ con sớm, chỉ ngoại trừ ra là ham chơi và ăn chơi đua đòi thôi quý vị. Nó mới như vậy. Chứ nếu như mà ở một cái thành phố lớn như vậy thì người ta phải lo ăn học quý vị, mà lại là con một của cái ông cố nghệ sĩ, dù là con nuôi nhưng cũng là con một, ông rất là thương. Hồi cái lúc thời còn nhỏ là đã có 5-6 cái người ở để mà chăm sóc như là một công chúa.
Lý do tại sao khi lớn lên mới có 14, 15 tuổi là đã có con, là tại vì khi mà đến tới độ tuổi 13, 14 tuổi là đã không còn nghe lời rồi, là xúm nhau tụ tập ăn chơi rồi, cho nên là ông nghệ sĩ ông bất mãn. Dạy đâu có nghe nữa quý vị. Thật sự ra ai có con thì người đó sẽ hiểu được quý vị. Vì khi mình đẻ con ra, có những thứ mà mình dạy theo kiểu ngày xưa không được quý vị. Ví dụ như ngày xưa hay nói cái câu là thương cho roi cho giọt. Nhưng hiện tại bây giờ nếu thương con cho roi cho giọt nó bỏ nhãn đi hả quý vị? Nó rất là khó, cho nên là thời đại nào mình sẽ theo cái cách dạy con theo thời đại đó. Thời đại hiện tại bây giờ là dạy con theo cách tâm lý và phải là bên cạnh con như một người bạn để hiểu nó, để dạy nó, chứ không phải là ép buộc nó là cho roi cho giọt nó sẽ bỏ nhà nó đi luôn. Đó, thì trong hoàn cảnh của cái em vô ơn này đó quý vị, thì là con của một cái ông nghệ sĩ đó, thì không có lý do nào mà lại ở ăn chơi liêu lỏng, chỉ ngoại trừ ra là dạy không nổi thôi quý vị. Cho nên khi mà quay trở lại cái vấn đề này và nghe lại cái clip của cái chị Vân Tiên ngày trước đó quý vị, chị ấy đưa ra và những cái lời ghi âm của ông cố nghệ sĩ nói lại thì nó trùng khớp với những gì mà em này sanh ra lớn lên và đã có con, và đã mới có 14, 15 tuổi có con rồi quý vị. Thì quay trở lại đúc kết hai cái video clip này, tôi muốn chia sẻ đến tất cả quý vị là tất cả cộng đồng mạng, mình xem những cái hiện tượng gì ở trên mạng mà nó bộc phát bất ngờ, chúng ta hãy thật là bình tĩnh và ngồi xem đi cái đã, khoan hả bình luận bất kỳ một cái gì. Đó cũng là kinh nghiệm từ tôi quý vị. Tại vì khi mà cái lúc tôi mới vừa xem thì tôi không biết là ất giáp như thế nào, tôi không biết là trong gia đình của họ ra sao đó, mà tôi vừa thấy một cái em này bị ăn hiếp, cái tự nhiên tôi nhào vô tôi binh. Đó là cũng là một cái mà chưa kiểm chứng của tôi, và tôi dùng tình thương của tôi cho không đúng chỗ quý vị. Cho nên từ kinh nghiệm đó của tôi muốn chia sẻ đến tất cả mọi người, hiện tại bây giờ là thời đại 4.0, cái gì nó cũng đưa lên trên mạng hết. Cho nên tất cả những cái hiện tượng gì, những cái drama nào mà nó bộc phát, tự nhiên nó bộc phát, nó rầm rộ ở trên mạng, thì chúng ta nên bình tĩnh lại và chúng ta nên nhìn những cái khía cạnh, đừng có chạy theo và cũng đừng có mù quáng và nghe theo bất kỳ những cái thông tin nào ở trên mạng mà giật tích câu like nha quý vị. Chúng ta phải thật là bình tĩnh. Cho nên trong cái câu chuyện của các em vô ơn thì đến thời điểm này, cộng đồng mạng ơi, hãy thức tỉnh đi, hãy dùng tình thương của mình cho những hoàn cảnh như thế này đây quý vị, chia sẻ những hoàn cảnh như thế này đây quý vị. Thì khi mà mình chia sẻ như vậy, cái đồng tiền của mình làm bằng mồ hôi nước mắt, mà khi mình chia sẻ nó đúng cái hoàn cảnh đó quý vị, thì cái đồng tiền của mình nó rất là có giá trị quý vị. Và cái tình thương đó của mình cho đúng người, thì khi mà cho đúng người mình cảm thấy thật là hạnh phúc quý vị. Còn nếu như mình cho không đúng người thì nó sẽ trở thành một cái hối hận đó quý vị, tức và hối hận đó quý vị. Tại vì trong hoàn cảnh của các em vô ơn thì hồi lúc đó nói rằng là không nhận tiền kêu gọi bất kỳ một người nào, không nhận tiền quyên góp. Là hồi trước có một cái vị khán giả nào đó tới nhà đốt nhang rồi để lại 2 triệu đồng trên cái bàn thờ của ông cố nghệ sĩ. Thì em ấy mới đăng lên trên trang cá nhân của mình là cô chú anh chị nào mà tới thắp nhang mà để lại cái phong bì đó, xin cho cái số tài khoản để em gửi lại, em chỉ nhận tấm lòng của mọi người thôi chứ không có nhận tiền. Trời ơi, lúc đó má ơi mình tin quá trời quá đất. Mày nói trời ơi, chưa từng thấy con nhỏ nào mà nó nghèo, cha nó chết xuống nó không còn đồng bạc nào, nó ăn mì gói, mà bây giờ người ta thương người ta cho nó chứ nó không có xin mà nó cũng vẫn trả lại. Trời ơi, tin quá trời quá đất quý vị. Lúc thời điểm đó có ai có cảm giác giống tôi không quý vị? Tin quá trời quá đất luôn. Bắt đầu mình cảm thấy mình thương, bắt đầu binh giật bất chấp quý vị, lên bưng giật bất chấp luôn. Một cái đứa sống tại Sài Gòn mà nó không đua đòi mà nó lại ăn mặc quê mùa như vậy đó, mình khen nó quý vị đó. Rồi khi mà nghèo người ta cho tiền chứ không phải nó xin, mà nó đòi trả lại chứ nó không nhận, nó chỉ nhận tấm lòng. Trời đất ơi, còn thương dữ nữa quý vị. Trời đất ơi, bây giờ mới thấy rằng là nếu như mà không nhận cái số tiền đó là lúc đó là đang tạo ra cho mình là một cái đứa mà phải nói là rất là hiền lành, không xin xỏ bất kỳ một ai, tại vì đang vạch trần cái vấn đề sao kê bên phía nhà của cô chú mà quý vị. Đó, thì làm sao mình nhận tiền của người khác được. Đó, thì đến thời điểm này yêu cầu người ta sao kê, nhưng mà giờ ngược lại người ta lại yêu cầu mình sao kê mới ghê chứ. Đó, thì trong cái thời điểm là mang tiếng nói là cái một người chị đại 8.000 tỷ, cái chị đại Mã Lai múa cột đó quý vị, thì 8.000 tỷ đến bỏ hết cả gia đình để giúp, bỏ ra cái tiền thuê luật sư hơn 1 tỷ đồng và ở bên cạnh luôn luôn bảo vệ như là một hộ pháp. Thì khi mà cho tiền luật sư rồi mua tủ lạnh, rồi mua máy lạnh, rồi mua những cái đồ vật dụng ở trong nhà đó quý vị, thì mua hết tất cả. Vậy thì lý do tại sao cái đám mà giáp năm, cái dỗ đầu tiên đó quý vị, thì cái dỗ đầu tiên theo như tôi được biết là đã mở ra 3 cái shop rồi, đúng không? Đã mở ra 3 cái shop rồi, rất là giàu có rồi. Và trong khi đó là luôn luôn có một cái người chị như là chị ruột ở bên cạnh, là cái chị Mã Lai múa cột. Vậy thì tại sao lại là nhận cái tiền của những người khán giả yêu thương ba mình để mà cúng cái đám giáp năm, đúng không quý vị?
Nếu như mà hồi cái lúc đầu tiên mình nói là mình không nhận bất kỳ tiền của ai, chỉ nhận tấm lòng thôi, vậy thì lý do nào, tại sao, nguyên nhân lý do nào lại nhận cái số tiền mỗi khán giả là chuyển khoản vô trong tài khoản của mình là có người vài triệu đồng để mà cúng cái đám giáp năm cho ông cố nghệ sĩ? Tại sao mình lại nhận cái tiền đó, đúng không quý vị? Và khi mà bị người ta phanh phui ra, bắt đầu nói là cho số tài khoản đi để trả lại, ôi chị Đại múa cột gì kỳ vậy, đúng không? Nếu như mà chị Đại 8.000 tỷ mà giàu tới cỡ đó, em cảm ơn anh chị đã thương em gái của em. Nhưng là tất cả những gì đối với em gái em hiện tại bây giờ, về mặt lực pháp, về mặt tiền bạc, em dư sức em lo cho em gái của em, em cảm ơn tấm lòng của anh chị là được rồi. Anh chị chỉ cần thương em gái em là em vui rồi, chứ không cần phải gửi bất kỳ gì, tại vì em gái em nó không thiếu gì cả. Hiện tại nó đã có em rồi. Trước đó nó không có em thì nó thiếu thốn, còn hiện tại bây giờ là nó đã có em rồi thì không cần tiền của tất cả quý khán giả để gửi. Em chỉ cần tấm lòng của các anh chị thương em gái của em là được, đúng chưa? Tại sao mình là một chị Đại 8.000 tỷ giàu tới cỡ đó mà lại cho số tài khoản để nhận tiền của khán giả cúng cái đám giáp năm quý vị? Đó, thì xong bắt đầu bây giờ là người ta cảm thấy là mình sống lừa đảo tình thương, gọi là lừa đảo tình thương nha quý vị, của cộng đồng mạng. Đó, thì bây giờ mình lại nói rằng là cho số tài khoản để chuyển trả lại. Vậy thì lúc đầu tại sao mình nhận của người ta? Vậy thì bây giờ chúng ta nên đặt câu hỏi là từ hồi cái lúc mà cái chị Đại này về bên cạnh gia đình của cái em này đó, mà nó yêu thương vô điều kiện, không chuyển tiền thẳng trực tiếp cho các em vô ơn, tại vì đại diện phát ngôn rồi, tất cả mọi người cứ nghĩ rằng là muốn gặp em vô ơn này hoặc là muốn giúp em vô ơn này phải thông qua cái chị đại diện phát ngôn này, đúng không quý vị? Đó, thì tất cả tấm lòng của Mạnh Thường Quân, tất cả tấm lòng của những người khán giả yêu thương, có những người họ động viên bằng tình cảm, nhưng đa số là họ động viên bằng hiện kim không quý vị, là hết 90% là họ động viên bằng hiện kim rồi. Vì sao? Là họ ủng hộ bằng cách gì? Họ ủng hộ bằng cái cách là mua hàng ủng hộ. Rồi có những người họ không mua hàng, họ ủng hộ, họ nói cúng giùm, mua trái cây cúng giùm cho ông cố nghệ sĩ, mua bông cúng giùm cho ông cố nghệ sĩ. Hoặc là họ mua hàng, ví dụ họ mua 2 triệu họ chuyển họ cho 5 triệu, họ mua 1 triệu họ chuyển họ cho 2 triệu đồng. Đó là cái cách mà nhận tiền của Mạnh Thường Quân một cách hợp lệ nhất đó quý vị. Đó, thì đến thời điểm là đám giáp năm của ông cố nghệ sĩ, lúc đó mình đã có 3 cái shop, tức là đại gia rồi, giàu gần chết luôn rồi. Nếu như tôi mà đặt trường hợp mà tôi có 3 cái shop mà tôi giàu, tôi có tiền tới cỡ đó, cái tự trọng của tôi không bao giờ tôi nhận tiền của khán giả đâu quý vị. Ví dụ tất cả những người đó gọi điện đến tôi thì tôi nói là cảm ơn tấm lòng của các anh chị yêu thương em là em mừng rồi, còn em đủ lo cho ba của em và hiện tại bây giờ cuộc sống của em rất là đầy đủ, em chỉ cần tình cảm của anh chị cho em là được, tại sao lại nhận tiền của người ta, đúng chưa? Xong cái bây giờ bị moi phanh phui ra thì chị Đại lại lên tiếng nói rằng là cho lại số tài khoản để chuyển trả lại, uổng gì kỳ vậy. Cho nên là đầu tiên là kêu bên phía nhà của ông Bảy với lại chị Sáu là sao kê cái tiền của Mạnh Thường Quân gửi vào đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ người ta đã chứng minh với lại bên phía mà cơ quan chức năng là họ không có ăn chặn tiền của Mạnh Thường Quân đó. Thì bây giờ ngược lại thì bên phía của chú Bảy với lại cô Sáu là yêu cầu mình là sao kê cái số tài khoản của mình từ hồi mà cha mất cho tới bây giờ có nhận tiền của Mạnh Thường Quân hay không, lại không dám đó. Rồi nói là cái tiền cúng điếu của những người mà đi đám của cha mình đó sẽ công khai minh bạch, sẽ đẩy cho bên phía nhà của mẹ con của cái cô của mình đó là đi tù, là tại vì ăn chặn cặn tiền phúng điếu của tất cả những người đi cúng quý vị đó. Thì bây giờ mình lại không làm được điều đó, mà bây giờ lòi ra là cái người mà để sử dụng cái xác chết của cái ông cố nghệ sĩ chính là ai quý vị? Quý vị tự động trả lời nha, chứ không cần phải tôi nói. Tại vì trong cái câu chuyện này thì cái em vô ơn này hay dùng cái từ là ăn trên xác chết đó. Thì đến thời điểm này chúng ta nên chiêm nghiệm lại, chúng ta nên suy nghĩ lại là người nào mới là ăn trên xác chết của cái ông cố nghệ sĩ, đúng không quý vị? Là vì đi đâu cũng con gái của cố nghệ sĩ, mua bán cũng con gái của cố nghệ sĩ. Cái mỗi lần nào bán ế cái lên bàn thờ, cái chùi chùi cái khóc, con thương ba, con nhớ ba. Ngay lúc này á là ước gì có ba ở bên cạnh. Rồi đó, cơ hội lúc ba ở bên cạnh thì lại không sống chung. Nếu thật sự đó quý vị, mà người ta có một đứa con duy nhất, dù đó là con nuôi, nhưng người ta đã chấp nhận nuôi nó, người ta chấp nhận nhận nó về nuôi làm con, thì dĩ nhiên nó là hơi thở của người ta, dù là con nuôi. Tại vì ông cố nghệ sĩ ông đâu có lấy vợ đâu quý vị, thì có một đứa con đó như hơi thở của ổng, thì dĩ nhiên là khi mà nó lấy chồng, nó đẻ con nè, nó có cháu ngoại là phải ở chung với mình, chứ không sao mà đi ra ngoài ở được quý vị. Đó,
thì trong cuộc sống mình sống như thế nào mà để cho ông ba nuôi của mình có một đứa con duy nhất mà ông lại để cho mình ra ngoài ở. Tức là mình là một cái đứa con đối xử với cha như thế nào, hoặc là mình là một cái đứa con mà ngỗ nghịch như thế nào, không nghe lời, cho nên mới bị cho ra ngoài ở mà khổ sở giống y hệt như vậy. Chứ nếu như mà nghe lời ngoan ngoãn thì không có cái người cha nào mà người ta bỏ cho con mình mà nó đi sống mà xích xa xích sở ở ngoài đường như vậy, đúng không quý vị? Rồi tiếp theo tôi sẽ chia sẻ về một số còn u mê nha quý vị. Cái nick tên là Lập Nguyễn Thành nha quý vị. Vô nói như thế này: ghét người ta rồi giặt lá tìm sâu, ai giỏi thì đi cho, ngồi ở nhà rồi chơi ít chơi nhiều, không lẽ cho hết cả tỉnh, bỏ cho nó khô môi luôn. Thì cái bình luận này nói về cái vấn đề mà hồi cái đợt vừa rồi mà các em vô ơn đi xuống dưới miền Tây mà cho nước đó quý vị. Thì vô nói là ở đó giặt lá tìm sâu cho ít hay cho nhiều. Cái vấn đề ở đây á, không phải là giặt lá tìm sâu, mà cái vấn đề ở đây á, là tôi giặt ra để cho mọi người thấy rằng đừng có theo cái sự u mê mà dẫn dắt của các em này nữa. Vì nếu như thật sự người ta có là người ta ủng hộ cho địa phương của mình, là mỗi địa phương nó đều có hội chữ thập đỏ hết quý vị đó, thì mình dù ủng hộ 10.000 hoặc 20.000, không biết là bao nhiêu chai nước, nhưng cái đó cũng là tấm lòng vẫn đáng trân trọng và cảm ơn quý vị. Còn đằng này là cho nó không có bao nhiêu nhưng mà lại đem mấy chục kênh YouTube đi theo, tức là đem truyền thông của mình theo, chủ yếu là PA quảng bá cho mình, quảng bá tên tuổi cho mình đó, hiểu không? Tôi đang nói về cái vấn đề đó. Chứ nếu như mà cho một hai chai nước đó cũng là tấm lòng, không ai nói cả. Nhưng cái vấn đề ở đây là làm màu. Tôi đang vạch ra cái sự làm màu, mà cái làm màu đó diễn ở trên cộng đồng mạng là nay hơn một năm nay rồi, che mắt tất cả những người từ cộng đồng mạng là hơn một năm nay rồi. Cho nên bây giờ những cái việc làm này của em ấy mà diễn nên vạch trần ra, phải nên phân tích ra để cho tất cả những người trên cộng đồng mạng thấy rằng là cái đó không phải là đi giúp đỡ, mà đó là đi quảng bá PA tên tuổi cho mình, hiểu không? Chứ nếu như mà cho đi theo một cái tấm lòng bình thường ai cũng cảm ơn cả. Còn em nói rằng là vạch lá tìm sâu đó, thì vạch lá tìm sâu là những cái vấn đề này nè, là cái chị đại múa cọt của em nè, chị chia sẻ cho em thấy coi ai là người vạch lá tìm sâu nha. Cái tấm hình mà tôi chụp cái chân của tôi nằm ở dưới cái gốc cây dừa đó quý vị. Đó, thì tôi nằm, tôi đang thư giãn, tôi đi về quê, tôi cảm thấy là chim hót đồ, tôi nói không cảnh nó rất là mát mẻ và thoải mái và bình yên. Đó, thì tôi chụp cái chân của tôi, đó tôi lên tôi đăng, đó là cuộc sống bình yên làm sao. Đó, thì nếu như mà nói không vạch lá tìm sâu á, thì cái chuyện mà tôi chụp lên cái chân của tôi đó nó không có ảnh hưởng gì hết. Vậy lý do tại sao mà cái chị đại mã lai múa cột của em á là lên vạch lá tìm sâu? Tại vì là đưa cho các em bỏ hổng tét ở bên Mỹ thì nó moi ra hết tất cả mọi chuyện để mà nó bịa đặt ra, để mà nó hãm hại tôi. Nhưng mà mỗi lần đưa ra cái gì đó thì tôi đều có chứng cứ và dẫn chứng để đáp trả lại. Thì bây giờ nó không còn gì để bịa đặt tôi nữa, không còn cái gì để bịa đặt tôi hết trơn. Bắt đầu cái chuyện đi soi mối những cái chuyện mà xàm lông, hôi lông đó quý vị. Đó, thì tôi đăng lên cái chân của tôi, thì cái chân của tôi nó có lông. Bắt đầu á, là cái chị múa cột đem lên đăng như thế này. Cho nên là tôi mới nói như thế này đó quý vị. Một cái người mà đại gia dởm, một cái người mà giả đó quý vị, thì nó sẽ lòi ra. Nếu như một cái người đại gia thật sự đó quý vị, không ai đi làm những cái chuyện xàm lông như thế này, hiểu không? Đến nỗi tôi không phải là một người đại gia, tôi chỉ là một người bình thường thôi, nhưng mà cái chuyện xàm lông này tôi cũng không bao giờ tôi làm, tại vì tư cách của mình nó không phải là như vậy. Đó, thì bây giờ tôi đăng cái tấm hình của tôi lên, bắt đầu đem nói qua nói lại. Thì trong cái đoạn tin nhắn, không biết là nhắn nói chuyện với ai đó, thì trong cái tin nhắn nó để nói như thế này nè, chụp cái tấm hình của tôi gửi qua, nói như thế này nè: ê bà Mã Lai, mình chơi cái trên lông chân đi, rồi tôi tặng bà cái thuốc mọc lông nha. Đó, thì bắt đầu cái em múa cột này mới lấy đăng lên. Các em đại gia dởm, đăng lên trên cái trang Facebook cá nhân của mình luôn đó quý vị. Tôi thú thật với quý vị là tôi không bao giờ mà tôi đăng những cái việc này trên cái trang cá nhân của tôi, tại vì cái trang cá nhân đó là cái bộ mặt của tôi. Khi tôi đăng những cái gì dơ là giống y như tôi đăng trét cái gì vô trong mặt của tôi vậy đó quý vị. Đó, thì bây giờ đưa cái chân của tôi lên để mà moi móc để đi nói xấu tôi chỉ vì cái chân tôi có lông quý vị. Đó, thì viết như thế này: nhiều khi có mấy đứa em nó khùng chịu không nổi, đem lên nói mấy đứa em nhưng mà lại đưa cái chân của tôi lên đó quý vị. Đó, thì ở dưới cái bài đăng của cái em Mã Lai mà đại gia dởm này đó quý vị, đại gia rinh kép sắt, thì ở dưới là bắt đầu có em chuột quý vị. Em chuột mới vào hưởng ứng, tại vì em chuột rất là gắt tôi, rất là thù tôi vì cái vấn đề mà tôi lên tôi đáp trả về mà em ấy nói sống nét đó quý vị. Thứ hai nữa là tôi lên tôi góp ý cái vấn đề là nghệ sĩ phát ngôn cái gì nên cần thận trọng, tại vì mình là người của công chúng.
Đó, thì cái lời góp ý của tôi á, nếu như mà cái người sống thật đó quý vị, mà có tư cách đó quý vị, người ta sẽ cảm ơn vì những lời góp ý của tôi. Còn cái người mà không sống thật, cái người mà sống giả tạo đó quý vị, thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu về những góp ý của tôi. Đó, thì tôi lên tôi góp ý, tôi nói vậy nó có sai không quý vị? Mình là một nghệ sĩ nên phát ngôn ở trên mạng là phải phát ngôn cho chuẩn, chứ không phải là mình phát ngôn như những người mà đầu đường xó chợ được. Đó, thì bắt đầu là đem cái chuyện chân lông của tôi lên, bắt đầu là cái em chuột đó quý vị nói như thế này: gờ ôm gom sắc gớm cái chân với lại cái tay. Đây cái tay tôi đây nè quý vị, thấy lông không? Quý vị thấy cái tay tôi có lông không? Trên người tôi lông khắp người luôn đó quý vị. Đó, chân tay tôi đều có lông rất là nhiều. Đó, thì cái việc mà có lông mà gờ ôm gom sắc gớm, vậy thì cái chuyện mà đời tư của em nó có gớm không? Cái có lông này nó có gớm bằng cái chuyện đời tư của em mà bị trên mạng người ta phanh phui, người ta vạch trần không hả chuột? Đúng chưa? Cái việc nó không đáng vậy đó mà vẫn đem lên trên mạng. Một người cho rằng mình là một đại gia, à, nói rằng là sẽ lên mua nhà tôi trong vòng một nốt nạc. Ủa vậy tôi chờ tới mấy tháng nay luôn đó em, Mã Lai có cái nịt, em Mã Lai rinh kép sắt. Chị chờ em tới mấy tháng nay luôn mà chị không có thấy em lên để mua nhà chị trong vòng một nốt nhạc. Tại biết sao không? Nổ nó dốc riết nó quen rồi quý vị. Đụng ai cũng chê, đụng ai cũng nói hết trơn. Vậy thì một cái người đại gia mà phát ngôn trên mạng, đem cái chân của người khác lên để mà nói xấu cười đùa qua lại, vậy đó là một người đại gia có tư cách sao? Đại gia không phải như vậy. Những cái lời này chỉ dành cho những cái lời mà bá dơ đầu đường xó chợ nó mới đem lên nó nói như vậy mà thôi. Đó, thì bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cái việc mà cái em chuột nói tôi là có lông gợm gom sắc gớm đó quý vị, vậy thì tôi tin chắc rằng là tất cả những người trên thiên hạ này, những người có lông chắc gợm gom sắc gớm quá hả, đúng không? Tôi cảm thấy là cái việc mà có lông tai lông chân chuyện đó rất là bình thường, và tôi cũng cảm thấy nó rất là đẹp, nó không có một cái gì gọi là gớm hết trơn. Và tôi là một người phụ nữ nhưng từ xưa tới bây giờ chưa bao giờ có cái ý định là đi triệt lông hay là cạo lông cả. Tôi không bao giờ cảm thấy xấu hổ khi mình có lông, và tôi lại cảm thấy tự hào và tôi cảm thấy tôi rất là đẹp khi tôi có lông. Đó, thì tôi có lông tai lông chân có ảnh hưởng gì không? Vậy thì ai là người đi vạch lá tìm sâu vậy cái vị khán giả hồi nãy? Ai là người đi vạch lá tìm sâu hả em? Rồi, tiếp theo ở dưới đây có các em nhà báo cũng hưởng ứng phong trào quý vị. Đó, chân ải chân ngai cười kha kha kha. Ủa vậy là có lông nó ngộ lắm hả? Có lông nó ngộ lắm hả mấy em? Còn cái việc mà đi rinh kép sắt của người khác, trong khi đó là một người công an hoặc là một người cảnh sát đi chăng nữa cũng chưa bao giờ dám đi vô nhà dân mà rinh kép sắt cả. Tại vì á, những người mà công an hoặc là cảnh sát mà muốn vô nhà dân mà muốn lấy cái kép sắt đó ra ngoài phải có văn bản, phải có văn bản của nhà nước và rinh kép sắt đó về cái vụ án gì mới dám rinh kép sắt đó, và phải niêm phong đàng hoàng nha quý vị. Còn đằng này, mình là một cái người bình thường chạy vô nhà dân đi cướp kép sắt để chạy ra ngoài mà cái việc đó không có gớm. Đó, rồi cái việc mà sống nét đến nỗi của cái em chuột á, sống nét đến nỗi mà ở trên cộng đồng mạng giờ người ta đưa lên rầm rộ ở trên mạng luôn là mình sống với lại một cái người cô là bạn thân của mẹ mình. Đó, trong khi đó là mình sống với lại cái người đó, mình ăn chơi xa đọa để cha mẹ mình từ mình luôn, đến nỗi mà mẹ mình phải uất ức, phải tức giận đến nỗi mà phải cắt tay tự tử luôn. Vậy thì cái đó, cái lối sống đó nó không gớm mà nó có lông tai với lông chân lãng gớm hả? Ừ. Rồi bắt đầu tới cái em nhà báo cũng hưởng ứng phong trào vô kha kha kha. Chị nói thật với em này nhà báo, một cái người mà có kinh nghiệm, mà dù là không có kinh nghiệm đi chăng nữa, mới ra trường nhưng cũng đã học qua trường lớp đàng hoàng, người ta biết nhìn nhận đối tượng để mà người ta viết báo. Còn em là một cái người á, là 30 mấy tuổi rồi, gần 40 tuổi rồi đúng không em nhà báo? Thì chị tin rằng em đủ kinh nghiệm để nhìn ra trong cái vấn đề drama của ông cố nghệ sĩ và đứa con vô ơn này. Chị tin rằng là em sẽ nhìn ra. Nhưng đến thời điểm này em vẫn theo em tung hô, đặt cho em một cái tên là bút nô nhà báo, nó rất là đúng. Đó thì nói vạch lá tìm sâu là ai? Cái chuyện không giống ai, cái chân mà có lông vậy mà đem lên trên là thành một cái chuyện bàn tán ở trên mạng xã hội. Và những người mà bàn tán trên mạng xã hội đó là mang danh là một đại gia 8.000 tỷ, đúng không? Rồi xong là một cái người mang danh là nghệ sĩ để đem cái chuyện chân lông ra để mà nói xấu người ta. Rồi xong rồi một nhà báo đem lên cái chuyện mà có lông của người ta để lên cười cợt, ôi cái chuyện có lông vậy là nó ngộ lắm hả? Rồi bắt đầu là đem cái chuyện này cho các em tét mỏ hổn, gọi là nô tì mỏ hổn chửi đó quý vị. Đó, tại vì biết sao không? Tại vì làm nô tì để chửi giùm cho người khác. Bắt đầu là đem cái chuyện mà chân tay của tôi có lông đó quý vị, là đem lên để nói nào là chân tay mà còn vậy là ở dưới có nước là thắt biến. Ủa kể người ta, cái chuyện đó có ảnh hưởng gì đến ai đâu, đúng không? Tôi thấy cái chuyện đó nó cũng rất là bình thường mà nó cũng rất là đẹp. Còn cái việc mà ví dụ như là
không có đồ ganh tị hay sao. Ví dụ như cái người có lông mà muốn không có lông nó dễ lắm, chỉ cần đi triệt lông là nó hết. Còn cái người mà không có lông mà muốn có lông là nó hiếm lắm nha, không thể nào được. Và tôi cảm thấy là cha mẹ tôi sinh ra đó, tôi có lông tai lông chân, tôi cảm thấy rất là đẹp, không có gì xấu hết trơn. Từ nào tới bây giờ tôi quen biết bạn bè của tôi, tức những người bạn bè nữ là chuyên môn, họ rất là mắc cỡ về cái vấn đề mà có lông tai lông chân. Nhưng đối với tôi cảm thấy rất là bình thường. Ngày xưa tôi đi làm hướng dẫn viên du lịch đó quý vị, thì tôi mặc quần đùi tới đây, tôi mặc áo thun ba lỗ nè. Đó, mà cái chân của tôi, tay chân của tôi lông nó rất là mướt nha quý vị. Lông nó rất là mướt, chứ không phải là lông theo cái dạng quéo hay là cứng còng hay là cái gì đó. Lông tai lông chân của tôi nó rất là mướt quý vị, nó rất là đẹp. Khi mà tôi đi tới bất kỳ ở chỗ nào là tôi thu hút về ánh nhìn của những người, họ nhìn lông tai lông chân của tôi đó quý vị. Mà không phải là nhìn theo cái kiểu mà ghê rợn, không phải là nhìn theo cái kiểu mà chê, mà họ nhìn theo cái kiểu rất là quyến rũ quý vị. Chưa bao giờ tôi cảm thấy là tôi tự ti vì tôi có lông. Tôi cảm thấy tự hào và tôi cảm thấy nó rất là đẹp. Chuyện này nó đâu có đáng đâu hả? Vậy thì 8.000 tỷ, từ cái hồi cái lúc mà tôi vạch ra, tôi vạch trần, tôi nói đó, đúng không quý vị? Một cái người có tư cách, một cái người đại gia, không có ai đem những cái chuyện xàm lông này ra nói hết trơn đó. Vậy đó quý vị, tại vì đâu có còn moi móc gì tôi nữa đâu, không còn cái gì để moi móc về tôi hết trơn. Bắt đầu đem cái vụ chân lông của tôi, ủa kỳ vậy. Rồi tiếp tục dưới bài đăng của cái em Mã Lai múa cột trên kép sắt đó quý vị, thì có người vô hỏi là chân đó của ai. Bắt đầu là cái chị Mã Lai múa cột trên kép sắt đó quý vị trả lời là chân của con cắt cà bông á, kha kha kha. Ủa có gì vui lắm hả? Có gì vui lắm hay sao mà cười dữ vậy cái em đầu đường xó chợ Mã Lai múa cột, đúng không? Hay là bây giờ muốn chân lông giống y hệt như chị không được em, chứ chị thấy không có cái chuyện gì mà vui để đưa cái chân của người khác lên nói như vậy hết trơn á. Cái chân của chị nó rất là bình thường, nó chỉ là một người có lông tai lông chân mướt rất là đẹp. Và những người có lông tai lông chân là những người đề kháng rất là khỏe mạnh, giống như hiện tại bây giờ là tôi là một cái người mắc bệnh nan y. Nhưng mà so ra là trong cái khoa bệnh của tôi đó quý vị, tôi là một người rất là khỏe và một người giống y như là không có bệnh vậy đó. Bác sĩ của tôi còn khen mà quý vị. Cho nên là cái người mà có lông tai lông chân là đề kháng của họ rất là khỏe luôn đó quý vị. Trời đất ơi, cái chuyện đó là chuyện rất là tự hào, rất là đẹp luôn đó. Mà sao lại đem ra cười kha 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 vậy ta? Hay là trong đầu mình đang nghĩ là hồi xưa mình múa cột mà cứ ước gì mà mình có lông tai lông chân giống y hệt như vậy chắc khách đắt lắm hen, phải không? Chứ sao cười dữ vậy? Làm sao mà cái chuyện có lông nó đâu có đáng bằng cái việc mà đi vô rinh kép sắt của người ta với lại lên múa cột đâu ta, đúng không? Trời đất cơ. Rồi tiếp theo cái ở dưới có một cái Facebook là Duyên Nhóc đây quý vị, kha kha kha. Chị múa cột siêu tầm ở đâu mà hay vậy chị? Em tưởng đâu cái chân của ông bóng xuyên không đó. Trời ý ẹ luôn. Hèn gì chồng của bảy màu không đi ngoại tình với người khác mới là lạ. Trời ơi, cái vụ này mới ngộ nữa nè. Ngộ lắm đó. Cái chồng đi ngoại tình có lông nó khác nha. Từ cái chỗ mà đi ra ngoài ngoại tình rồi á mà nó không có lông rồi mới quay về mê có lông đó em. Em không biết cái chuyện đó rồi. Hen. Mà dòm cái màu là hình như là em cũng là bóng xà ban thì phải, chứ không phải là phụ nữ. Tại vì cái giọng điệu này của em á là cái giọng điệu của hằng bóng xà ban. Còn nếu như mà giọng điệu của một người phụ nữ hoặc là một người con gái mới lớn á là một cái giọng điệu của những đứa mà đái chưa qua ngọn cỏ, tức là sao? Chưa hiểu đời đó, em hiểu không? Tại vì trong cuộc sống con người ta không có người phụ nữ nào dám vỗ ngực xưng tên rằng là chồng của họ sẽ chung thủy với họ trọn đời. Mà trong cái quá trình mà vợ chồng họ sống chung với nhau cho đến khi mà nằm xuống nhắm mắt đến mấy chục năm đó, thì trong cái cuộc sống đó nó sẽ trải qua sóng gió. Thậm chí là người vợ say nắng hoặc là người chồng say nắng, không bao giờ mà người nào dám khẳng định rằng là chồng tôi sẽ chung thủy với tôi cả, hiểu chưa? Cho nên là dù là trong cái thời điểm đó là chồng của chị đã say nắng với một người phụ nữ khác, nhưng mà từ cái chỗ mà say nắng đó đó, chị cảm ơn người phụ nữ đó. Là tại vì sao? Là tại vì cái người phụ nữ đó cho chồng chị thấy rằng là không bằng một gốc của chị, em hiểu không? Em hiểu về cái vấn đề đó không? Cho nên từ cái chỗ mà đi ra ngoài mà say nắng có bồ nhí rồi đó, mới cảm thấy là cái bồ nhí đó, cái say nắng đó nó không bằng cái tay chân có lông này, hiểu không? Hiểu chưa? Quá trời quá đất ngu rồi, vậy mà còn vô nói với kiểu đó nữa. Rồi tiếp theo nói dưới đây nữa nè quý vị, nhìn cái đôi chân của cái bà bảy màu, em giận tóc gái luôn á chị. Ghê quá hà, em là đàn ông mà đôi chân của em không có một cọng lông nào nữa. Trời ơi, là đàn ông mà chân không có một cái cọng lông nào luôn thì chị thật là chia buồn với em rồi. Cái vấn đề này là một cái người mà có lông tai lông chân nha quý vị, đó là một cái người mà sinh lý và sức khỏe rất là khỏe nha quý vị. Thật sự ra nếu như mà cưới được một cái người chồng hoặc một cái người vợ nào mà có lông tai lông chân á, là nên mừng đi. Là tại vì sao?
là người đó rất là khỏe mạnh về cái vấn đề đề kháng. Vấn đề thứ hai nữa là trong cái việc vợ chồng cũng rất là khỏe mạnh luôn. Cái này là tôi nói về vấn đề sự thật, nếu ai mà có gia đình rồi thì dĩ nhiên sẽ biết. Còn bằng này em là đàn ông mà em không có cộng lông nào thì trời đất ơi, chia buồn cho em rồi. Cái này thật là đáng buồn cho em. Và nếu như mà em không có cộng lông nào là coi như là trời không có thương em rồi đó. Trời ơi, đàn ông mà không có cộng lông luôn mà đi so sánh. Đàn ông là phải có lông, đàn ông là phải dạm dở, hiểu không? Nó không có lông nhiều nhưng cũng phải có lông ít. Còn này mình không có lông là đó là một cái việc của mình, là không có gì tự hào xấu dữ lắm. Mà còn nói em là đàn ông mà không có cộng lông nào luôn á, rồi ganh tị hay sao hả? Không lẽ giờ á là cho về phỏng vấn chồng của chị để hỏi thử coi có một cái người vợ có lông với lại một cái người phụ nữ không có lông á, coi nó ra làm sao. Bây giờ khỏi khỏi đi, khỏi gần hỏi chồng chị đi, bây giờ qua đi về mình hỏi cha với mẹ mình á, là những người mà có kinh nghiệm lâu năm, mình hỏi thử coi ngày xưa mà nếu như mà đi cưới vợ hoặc là đi cưới chồng mà cái người đó mà không có lông người ta bỏ liền em. Em hiểu không? Nó xui xẻo dữ lắm, người ta bỏ liền luôn á em. Còn đằng này lông của chị nó đầy đủ mà nó dư giả kiểu này, chỗ kiếm hổng ra luôn nữa, nghĩ sao vậy? Cái chuyện vậy cũng đem lên rồi ganh tị hay sao? Nói về cái vấn đề mà lông mướt, lông tai, lông chân đồ này kia đó, em ra ngoài em phỏng vấn hết tất cả những người ở ngoài đường. Bây giờ hỏi về đàn ông đi, đừng hỏi phụ nữ. Tại vì thường đa số phụ nữ là em biết tại sao họ cạo lông không? Là tại vì họ cạo lông của họ để họ kêu bằng gì ta? Kêu bằng gì? Sức kem á, sức kem trộn á. Tại vì nếu như mà nó có lông á mà sức kem trộn vô là nó sẽ bệt bệt, hiểu không? Lông tai lông chân á mà sức kem trộn không có được, cho nên người ta phải cạo lông đi, người ta sức kem trộn vô nó mới ăn. Là tại vì những người phụ nữ đó họ muốn họ trắng. Còn đối với tôi đó quý vị, là tôi không có thích trắng. Vốn dĩ là da của tôi hồi xưa tôi trắng lắm quý vị, nhưng từ khi mà tôi đi làm hướng dẫn viên du lịch gần 20 năm á, tôi đi ngoài nắng không mà không bao giờ tôi đội nón luôn quý vị. Tôi rất là cừ cừ ở ngoài đường nhá, là mặc áo thun ba lỗ, quần sọt, không đội nón, cho nên là cái da của tôi nó ăn nắng. Và đến thời điểm này là nắng không bao giờ ăn nữa. Khi mà tôi đi tắm biển, ví dụ như mọi người đi tắm biển đúng không, thì mỗi lần mà đi tắm biển về là da của mình nó sẽ bị ăn nắng, nó đỏ chét, nó đỏ chét lên luôn đó quý vị, và nó đen đi. Còn tôi đi tắm biển bao nhiêu lần đi chăng nữa, da tôi về nó vẫn là như vậy. Là tại vì sao? Là nắng nó ăn tới cỡ đó là hết rồi, hiểu không? Và tôi chưa bao giờ tôi dùng qua những cái mà kem để mà làm tẩy trắng, chưa bao giờ tôi dùng ra quý vị. Cho nên là da của tôi, cha mẹ tôi sinh ra từ nhỏ cho đến lớn bây giờ đó quý vị, nó vẫn là như vậy. Cho nên tôi thấy không có việc gì phải đi cạo lông. Tại vì cái thứ nhất tôi không thích trắng, tôi thích là da của tôi da bánh ít vậy đó, tôi không thích da trắng. Và vấn đề thứ hai nữa là tôi không thích là người tôi không có lông. Người tôi có lông như vậy tôi cảm thấy tôi rất đẹp. Chuyện đó có gì đâu mà vô nói. Còn đàn ông không có cộng lông vứt đi rồi. Bởi vậy tao mới nói là bóng xà bang là vậy đó, ganh tị với chị quá trời hà. Rồi bình luận tiếp theo đây quý vị: mình không xem lại bản thân mình, chỉ thấy nói xấu người ta là giỏi thôi, nói người ta đầu đường xó chợ mà người ta đi khắp nơi để chơi. Còn cái nịch đó chắc mình xài quá, có xui da rồi mà tối ngày lên trên mạng để chửi rủa thua một đứa con nít. Mặt này chắc cũng dày lắm, không biết mắc cỡ xấu hổ là gì. Chắc cũng ở trong Amazon đó, tối ngày cho là mình giàu, chảnh chọe. Quá trời quá đất rồi quý vị. Cái thứ nhất, trả lời đầu tiên, nói rằng là không chịu xem lại bản thân mình, chỉ thấy nói xấu người ta. Vậy thì tôi mới vừa chia sẻ đó, những gì tôi nói nó không phải là nói xấu. Những gì tôi nói là đang vạch trần sự thật cho cộng đồng mạng. Đừng có bị u mê vì những cái con người mà lừa đảo cộng đồng mạng, hiểu không? Đó không phải là nói xấu. Tại vì á, trong cái câu chuyện này, nó không phải là một cái câu chuyện riêng của gia đình ai, mà đây là một cái câu chuyện hiện tượng nó nổi lên ở trên mạng đó, đi kêu gọi cộng đồng mạng để cộng đồng mạng yêu thương mình, bảo vệ mình. Thì trong số cộng đồng mạng đó có tôi, và tôi là cái người đã lên tiếng gần 6 tháng trời để lên tiếng bảo vệ những con người như thế này mà tôi bị ăn đơn, và sau đó tôi bị người ta hãm hại lại tại vì tôi không còn binh vực họ nữa. Và tôi lên tiếng nói thẳng, vạch trần những cái việc làm xấu xa của họ, gọi là vạch trần những việc làm xấu xa lừa đảo của họ, chứ không phải là đi moi những chuyện xấu, hiểu chưa? Còn nói mà vấn đề mà đi moi xấu người ta đó là cái việc của cái chị Đại có cái nịch á, là đi moi móc cái chuyện mà đến nỗi mà lông tai lông chân của tôi cũng moi móc lên để nói, thì đó có phải là đi moi móc không? Cái chuyện đó nó không đáng để nói thì đó có phải là đi moi móc không? Còn những chuyện mà tôi vạch trần ra, là một cái người phụ nữ mà để bỏ gia đình nguyên một năm để giúp đỡ một người dân thì có phải là giúp vô điều kiện hay không? Tôi nói cái đó đúng hay sai? Chính bản thân của cái người trong đây là Dung Trần nè, em hãy trả lời cho chị, nếu đặt trường hợp em là phụ nữ, em có thể bỏ gia đình chồng con của em để đi giúp một người dân vô điều kiện không? Đúng không? Em phải trả lời chính bản thân em, chứ em không phải là em binh vực theo cái cảm tính của em nha.
em phải trả lời cho thật là chính xác đó. Rồi em nói là đầu đường xó chợ mà người ta đi chơi khắp nơi, không phải là đi chơi khắp nơi mà dạng chạy trốn khắp nơi, em hiểu không? Nó không phải là đi chơi hay đi du lịch khắp nơi, mà lại tại vì đầu đường xó chợ nó không có nhà, nó phải đi khắp nơi. Còn cái tiền đi khắp nơi đó không phải là giàu, mà là đi cướp kép sắt của người khác, đi rinh kép sắt của người khác, em hiểu chưa? Còn nếu như em muốn mà cho đi chơi khắp nơi như vậy á, thì em đi rinh kép sắt của người khác đi, thì em sẽ có tiền em đi khắp nơi thôi. Mà quan trọng nhất là chỉ có một nơi, nhà em không dám về thôi, hiểu không? Em sẽ được đi khắp nơi, em sẽ được đi du lịch khắp nơi, đi chơi khắp nơi, nhưng đặc biệt chỉ cái nhà của em là em không được về và em không dám về. Em muốn không? Em muốn thì em đi rinh kép sắt người ta đi, thì em sẽ được giống y hệt như vậy thôi. Còn chị là chị không làm kiểu vậy. Dù chị không đi rinh kép sắt của người khác, chị vẫn có thể đi du lịch khắp nơi nha. Rồi vấn đề tiếp theo em nói, còn em nói em đừng có lôi xui gia của chị vô đây. Cái lối sống của chị, xui gia của chị rất là nể và xui gia của chị rất là vui vẻ. Em thấy đợt vừa rồi là chị với xui chị đi về ngoài Hà Tĩnh, về quê của xui chị chơi không, rất là vui vẻ. Và bên gia đình của xui chị cũng rất là tôn trọng chị. Còn nói vấn đề mà sống ở trong rừng Amazon ra đó, đó là dành cho cái chị đại có cái nịch của em. Tại vì sao? Là chị nếu như một cái người mà hiểu lực, không bao giờ mà người ta dám nhảy vô trong nhà của người khác mà cướp kép sắt chạy ra ngoài như vậy. Chỉ có những người sống ở trong rừng Amazon á, thì họ mới làm điều đó, là tại vì họ không hiểu biết lực. Họ sống trong rừng, họ không hiểu biết lực, họ thích là họ làm. Còn đằng này, chị là người sống ở một cái xã hội hiện tại, chị rất là rành về cái vấn đề nếu như trong nhà của người ta mình nhảy vào, mình rinh kép sắt của người ta như vậy, đó là ăn cướp, đó là vi phạm pháp luật. Còn cái chị đại mà đầu đường xó chợ mà được đi chơi khắp nơi như em nói đó, là sống ở trong rừng Amazon mới đi rinh kép sắt của người khác, tại vì cái việc đó là việc làm vi phạm pháp luật, nhưng mà mình lại đi làm điều đó, tức là sống ở trong rừng ra, đúng chưa? Em nói là tối ngày tự cho mình là nhà giàu chảnh chọe, em nói sai. Đó là cái sự tự hào, tự hào về cái thành công của mình, tự hào về sức lao động của mình, dùng cái từ là tự hào chứ không phải là chảnh chọe, nghe chưa? Tại vì á, là cái đồng tiền mình làm ra, cái thứ nhất không phải đi ăn cướp ăn trộm bất kỳ một ai, thì cái tiền đó bằng chính sức lao động của mình phải tự hào về điều đó, tại vì chính sức lao động mình làm ra mà, đúng không? Chứ không phải ăn cướp. Chừng nào mình đi ăn cướp ăn giật của người ta mà đi chảnh chọe, tự đi nói dóc nói xạo, nói là mình là một người đại gia, đi giúp người vô điều kiện, bỏ tàn tiền tỷ không à, nhưng mà nhà cha mẹ mình lại căn nhà cấp 4 lập sập, một cái căn nhà đó xây chưa tới 500 triệu nữa mà lại đi cho người dân hơn 1 tỷ đồng và giúp vô điều kiện bỏ con cái mình, trong khi đó mình có 5 đứa con chứ phải không có đâu, đúng không? À, Dung Trần nè, nếu như mà em có con, có 5 đứa, em có bỏ con em đi như vậy không? Chỉ ngoại trừ ra em đi kiếm cơm, em đi kiếm tiền để em về em nuôi 5 đứa con đó, em mới bỏ gia đình em mà thôi. Còn đằng này á, là bỏ gia đình để bỏ tiền ra bạc tỷ đồng để giúp một người dân, rồi bỏ luôn cả thời gian ở bên cạnh để bảo vệ một cái đứa mà người dân, mà trong khi đó nó đâu cần sự bảo vệ, nó có cái quái gì đâu phải bảo vệ, đúng chưa? Thì cái việc đó là chảnh chẹ để nổ nói mình giàu, là cái chị đại có cái nịch của em đi lên coi thường người khác chảnh chẹ, là chị đại của em, là tại vì sao? Là lên chửi chị, nói là nhà của chị chỉ cần mua bằng một nốt nhạc. Vậy thì đến giờ này sao không thấy chị đại cái nịch em tới mua vậy? Chị đang chờ đó, bán, đang chờ đó, sao không tới mua? Thì ai là người mà nổ nói rằng mình giàu chảnh chọe vậy, đúng không? Chị đại của em còn nói mà đi khắp nơi đi chơi đó, không phải, đó là trốn á, đầu đường xó chợ trốn đó, tại vì có nhà mà không về được, gọi là đầu đường xó chợ. Còn nếu như em ngưỡng mộ, em muốn giống y hệt như vậy thì đơn giản thôi, em rinh kép sắt của người ta đi, nhưng mà tốt nhất là phải đi qua Mã Lai nha, chứ ở tại Việt Nam em rinh của đó là các em vô T30 ngồi liền à, hiểu không? Chỉ có bên Mã Lai mà thôi. Còn ở Việt Nam mà anh vừa rinh phát một cái em vô T30 ngồi liền à. Đây là một ý kiến của một người phụ nữ để lại về cái vấn đề nói chuyện có lông đây quý vị. Tại vì khi mà tôi đăng lên cái chân có lông tôi đó quý vị, thì cái chị này nói là thế nào tụi nó cũng đem cái chân này ra để mà môi móc, để mà mỉa mai tôi đó quý vị. Thì y như rằng là chị ấy đoán đúng nha quý vị. Thì chị ấy để lại như thế này đó, chị nói có sai đâu, còn chưa có nói, đó là đỉnh của sự hấp dẫn đó nha. Nhìn vừa hấp dẫn vừa quyến rũ mà sang chảnh lắm, làm như đâu phải ai cũng có lông tai lông chân đâu, hiếm lắm. Đồ cái thứ gì không có biết cái gì gọi là đẹp, là sức hấp dẫn. Chỉ nói bừa mà tưởng mình là hay. Tối nay Mison lên nói cho nó biết, có lông như vậy mới là nghệ thuật đẹp, là cái sức hấp dẫn của đôi chân của người phụ nữ, mà không phải cô nào cũng có được. Bởi cái đầu của tụi nó chứa toàn là ganh tị, hỗn ẩu, hơn thua, thì làm sao thấy được cái gì đúng, cái gì gọi là nét đẹp nghệ thuật của người phụ nữ, nhất là đôi chân trắng như Mison. Trời đất ơi, đó nghe chưa? Nghe một cái người từng trải lớn tuổi, nghe chưa?
Chỉ có những đứa nít mới lớn á, là nó có lông á, là nó sợ đi ra ngoài á, sợ người ta ghẹo mắc cỡ thôi. Còn những người mà phụ nữ mà lớn tuổi rồi, đã từng trải qua rồi, thì dĩ nhiên á, là đôi chân mà trắng mà có lông mướt nó rất là đẹp, mà nó rất là quyến rũ. Cái này tôi nói thật sự nha quý vị. Tại vì khi mà cái đôi chân của tôi mà hồi xưa tôi mặc quần đùi ngắn tới đây nè quý vị, mà tôi mang một cái đôi giày bata, hoặc là tôi mang cái đôi giày cao gót đi, cao gót khoảng chừng 7 phân thôi, đó, cái chân của tôi nó trắng, nó thon, mà lông tôi nó mướt đó quý vị. Hầu như tôi đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người, từ nam tới nữ nha quý vị, chứ không phải là chỉ là đàn ông không. Khi mà các em mà chị đại mà rinh kép sắt đăng lên cái chân để mà chủ yếu là giễu cợt tôi, để mà làm nhục nói xấu tôi đó quý vị, thì cái chị khán giả này vô nói liền, đó là một cái nghệ thuật nét đẹp của người phụ nữ mà nó rất là đẹp và rất là quyến rũ. Chứ đâu có ai nói có lông là xấu đâu trời, chỉ có đi ăn cướp ăn trộm của người ta mới là xấu, đi lừa đảo của người khác mới gọi là xấu, còn có lông tai lông chân không có xấu. Rồi bình luận tiếp theo cũng nói về cái vấn đề mà phản bác mà các em chị đại mà đem cái chân tôi lên để mà nói đó quý vị, với lại tụi chuột với lại nhà báo đó quý vị. Đó thì em ấy nói như thế này, chị, mấy cái clip mà từ phần 60+ trở về sau, nghĩa là chị nhìn ra bộ mặt trái của drama nhà nghệ sĩ. Em nghe và tự nghĩ, nếu như là em vô ơn thì em ấy sẽ lên tiếng trước cộng đồng mạng và sẽ điện thoại cho chị, hãy bỏ qua tất cả những vấn đề để mình còn đường sống. Đằng này một nhóm của họ lại cứ làm tới tấn công chị dưới mọi hình thức, nhục mặt quá chị ơi. Mà cái nhóm của họ mặc giày thiệt chứ hả chị? Hôm nay chị chụp cái tấm hình chị nằm võng, trong bụng em nghĩ thế nào họ cũng đem cái cặp chân của chị ra nữa cho mà xem. Cặp chân như vậy đâu có xấu đâu chị. Họ thua, họ bất chấp thật chứ. Chị đối phó cho khéo với cái nhóm đó nghe, chúc chị nhiều sức khỏe. Thì từ tập 60+ trở đi đó là tôi nhìn ra về cái vấn đề trong cái drama của ông cố nghệ sĩ đó. Cho nên là họ tấn công tôi dưới mọi hình thức quý vị. Tức là tại vì khi tôi đang đụng chạm chén cơm của họ đang ăn, tại vì họ đang lừa đảo tình thương của cộng đồng mạng, thì từ cái chỗ lừa đảo tình thương đó họ thương họ mới ủng hộ quý vị, mà vừa ủng hộ vừa cho nữa. Ví dụ như là hồi nãy tôi nói đó, là mua 1 triệu cho 2 triệu, là mua 3 triệu thì chuyển luôn 5 triệu, tức là vừa mua trong cái số sản phẩm nó mua là em ấy đã lời rồi, mà cho thêm cái tiền nữa dạng giống như bo thêm vậy đó, có phải là lừa đảo tình thương của cộng đồng mạng không, đúng không? Thì khi mà tôi vạch trần ra họ đang ăn một cái chén bào ngư rất là ngon, mà tự nhiên bây giờ tôi vạch trần ra cái chén bào ngư đó không còn, mà thậm chí mai mốt mì gói cũng không còn để ăn luôn, thì dĩ nhiên là họ tìm cách để mà tấn công tôi bằng mọi hình thức đó quý vị. Tức là tấn công đưa cho tất cả các kênh mỏ hổn khác để vào tấn công để bịt miệng tôi, để cho tôi nín không nói. Xong rồi bắt đầu làm mượn tay những cái mỏ hổn giống y như tét bên Mỹ đó quý vị, là vào chửi tôi, môi móc chuyện gia đình con cái tôi ra, bắt đầu bịa đặt lên. Thì nghĩ rằng nếu như đặt trường hợp của những cái mỏ hổn này đó quý vị, giống y như em vô ơn, rồi giống y như em mã lai múa cột đó quý vị, thì nếu những lời bịa đặt này nó sẽ nhảy đổng lên. Nhưng đối với tôi thì các em ấy tấn công bịa đặt cỡ nào đi chăng nữa thì tôi bình tĩnh mà trả lời dẫn chứng, vật chứng đàng hoàng quý vị. Thì trừ chỗ đó nó không còn cái gì để bịa đặt để tấn công tôi nữa. Bắt đầu là đưa lên cái diện mà lông chân của tôi, bắt đầu đưa lên để cười cợt, để nói xấu. Thì cái việc làm của họ đến thời điểm này thì tất cả cộng đồng mạng đã sáng mắt ra chưa, đúng không quý vị? Cho nên là cộng đồng mạng ơi, hãy sáng mắt tỉnh dậy đi. Những con người mà chúng ta đã bảo vệ, những con người chúng ta đã binh vực hơn cả năm nay đó quý vị, bây giờ lòi ra bản mặt, toàn là đầu trâu mặt ngựa, đầu đường xó chợ không hả quý vị? Và tất cả những con người vì lợi ích quý vị. Rồi bình luận tiếp theo nữa đây quý vị. Chị Mi Sơn, em nghĩ lũ sâu bọ này nó cay cú chị dữ lắm. Chị như một cái gai trong mắt của tụi nó, nó muốn nhổ cho tận gốc để bịt miệng về quá khứ của tụi nó. Em đây công nhận và nể chị vô cùng. Một người độc lập mà phải chống chọi với nhiều kênh bẩn bựa, chị thốt ra câu nào là chốt câu đó. Bởi tụi nó muốn nhổ bỏ cái gai trong mắt đó chị ơi, nên chị hãy cẩn thận khi ra đường nha chị. Tụi này nó có thể mướn người làm bất kỳ điều gì đó chị. Khi tụi nó không đạt được mục đích thì chuyện gì nó cũng dám làm. Tụi nó là kẻ tiểu nhân. Khi người cha nuôi mới vừa nằm xuống chưa bao lâu thì nó đã làm mất danh dự bấy lâu nay cha nuôi của nó sống kín tiếng. Vậy giờ hôm nay nó lại phá vỡ sụp đổ dòng họ của cha của nó. Nó là đứa con nuôi quá khiếp. Bởi em nói thà không có con chứ không bao giờ sinh con nuôi. Thà con ruột nó làm cái gì mình cũng đỡ tức, là vì mình mang nặng đẻ đau, còn con của người ta mình đem về nuôi khôn lớn nó lại phản mình mới đau. Thì như em nhận xét rất là đúng. Nguyên cả bọn nhóm nó rất là cay cú chị và tìm mọi cách để bịt miệng của chị. Và em nói chị cẩn thận đi ra đường, và nó không làm gì được chị thì nó sẽ mướn người hại chị. Nói thật với em á, là ở đâu thì không biết, nhưng nếu như mà ở Việt Nam mà nó làm
cái chuyện đó là chẳng khác nào nó xếp sẵn tương lai của nó là đi vô trong tù để ngồi. Tại vì á, khi mà cái thằng đó nó mướn thì đã gây ra chuyện rồi thì chắc chắn thằng đó sẽ khai ra cái người nào mướn nó. Và cái người mà thuê á, cái người đó tội nặng hơn cái thằng mà đi làm. Cho nên em yên tâm về cái vấn đề đó đi. Đừng có sợ là à nó không làm gì được chị, bắt đầu là nó tìm cách để nó hại chị. Chị không có sợ vấn đề đó đâu em. Tại vì chị là một người đã lăn lộn rất là nhiều rồi, cho nên chị chả sợ về cái vấn đề đó. Còn nếu như mà tụi nó dám làm điều đó thì chẳng khác nào là tụi nó đã ship sẵn cái tương lai của tụi nó là vô trong T30 để ngồi. Việt Nam mình chứ đâu phải như Mã Lai, em hiểu không? Dù là nó có mướn bất kỳ một người nào đi chăng nữa là nó cũng sẽ lòi ra. Mà cái thằng mướn, cái đứa mướn á, là cái đứa đó là tội nặng nhất luôn đó em. Em biết không, nếu như mà tụi nó khôn á, thì hồi có lúc mà 7 tháng trước mà chị nằm viện đó là tụi nó sẽ im lìm và không nhắc đến chị nữa. Nhưng mà tụi nó nghĩ rằng là tụi nó đang bao trùm cộng đồng mạng và tụi nó đang là vua là mẹ ở trên cộng đồng mạng này. Cho nên nó nghĩ rằng là nếu như mà ai làm trái ý tụi nó, chỉ cần tụi nó lên tiếng thôi là tất cả những cái đứa mà tai sai của nó là sẽ tấn công chị. Nó nghĩ như vậy. Từ 7 tháng trước là chị đã im. Nếu như mà tụi nó khôn á là để cho chị im và rút trong im đẹp trong cái drama này. Còn đằng này chị đã im rồi nhưng nó vẫn tìm cách để nó tấn công chị. Thì từ cái chỗ mà tấn công con người ta vô đường cùng thì con người ta sẽ quật lại. Và con người ta sẽ giặt ra tất cả những việc làm xấu xa của tụi nó. Và đến thời điểm này là nay gần 7 tháng rồi, tấn công chị gần 7 tháng rồi. Hồi cái lúc thời điểm đó là hầu như tất cả các kênh, hàng trăm kênh YouTube tấn công chị đó. Nhưng mà bây giờ thì là có nhiều kênh YouTube họ đã nhìn ra rồi. Còn hồi lúc thời điểm đó là chưa ai nhìn ra, họ tấn công chị kinh khủng. Cho nên nó nghĩ rằng là cái lúc đó là tất cả các kênh đều tấn công chị. Nó không cần phải lên tiếng, nó chỉ cần mà khều nhẹ cái thôi là trên cộng đồng mạng đã tấn công chị rồi. Tại vì nó cho rằng nó là vua mà. Nó đâu có nghĩ rằng là sẽ đến một ngày nào đó người ta sẽ giặt mặt nó ra đâu. Đó, cho nên từ cái chỗ mà nó không để yên cho chị sẽ quyết định chị giặt trần chừng nào mà không còn một người nào u mê nó nữa mà thôi. Còn em nói về cái vấn đề á, mà nếu như em vô ơn á, mà nó khôn á, nó sẽ điện thoại nó nói là chị bỏ qua cho em, nó đâu có khôn. Tại vì ngay lúc đó nó nghĩ nó là mẹ thiên hạ mà. Cho nên là chị đang làm phật ý nó, là tại vì không còn binh vực nó nữa là đang phật ý nó đó. Thì làm sao có cái vụ mà nó điện thoại à chị ơi bỏ qua cho em đi, em không có cố ý như vậy, chị đừng giận đừng buồn em đâu có. Là ngay lúc đó là mình đang làm phật ý nó, nó không hài lòng, nó không vừa lòng. Cho nên là nó để cho cái chị mà đại diện phát ngôn của nó lên khiều nhẹ ăn cái, rồi đưa thông tin cho các kênh YouTube mà mấy đứa mỏ hổn, mà mấy đứa tai sai đó, là chửi tấn công chị, là nó nghĩ là mày sẽ chết, mày chống ý tao là mày sẽ chết. Là hồi lúc thời điểm đó nó nghĩ vậy đó em. Đó, cho nên là nghĩ là tấn công chị là chắc chị chịu không nổi đâu. Là thế nào là chị cũng là xin thua hoặc là nên năn nỉ nó là hãy tha cho chị đi. Là nó nghĩ thời điểm đó là chị phải là người năn nỉ nó, chứ không phải nó năn nỉ chị. Tại vì nó đang nắm cái đằng cán của cộng đồng mạng trong cái drama này, nó nghĩ là như vậy. Nhưng ta nói là một cái người xấu đó quý vị, ví dụ như không ai có thể môi móc ra được, nhưng đến thời điểm tự động là trời sẽ khiến cho nó tự khai. Và đến thời điểm này là nó sẽ tự khai ra từ từ. Một cái con người nó xấu xa như thế này là tự động nó tự khai quý vị. Giống y như có những cái câu chuyện giết người man rợ đó quý vị, mà đến nỗi mà công an phải chào thua, không điều tra được manh mối cái vụ án đó luôn. Và đến mười mấy năm sau thì cái người sát nhân đó quý vị tự động khai, tự động khai rằng là mình giết người như vậy, là mình là chôn người đó vậy vậy ở chỗ này, tự động khai ra quý vị. Đó, đó là cái gì? Lực trời đó quý vị. Cho nên là dù có che giấu cỡ nào đi chăng nữa, không ai có thể điều tra ra được và không ai có thể thấy được. Nhưng đến khi mà cái lực trời đó quý vị tự động nó sẽ khai ra. Nhưng mà trong cái vấn đề của các em vô ơn và các em đầu đường xó chợ đó quý vị, không cần lực trời. Chỉ cần người thông minh nhìn kỹ một tí xíu sẽ nhìn ra thôi quý vị, chứ không cần phải lực trời. Chẳng qua là những người mà dành tình thương nó u mê quá quý vị. Và đến thời điểm này tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy sáng mắt ra đi, hãy tỉnh dậy đi, dùng tình thương của mình cho đúng chỗ. Và hai cái video clip đầu tiên tôi đã chia sẻ đó quý vị, mình nên dùng tình thương vào những cái chỗ đó. Mình nên dùng cái đồng tiền của mình giúp những con người nghèo khổ thật sự như vậy. Thêm một vị khán giả nói về cái vấn đề mà ăn mì gói của em vô ơn đây quý vị. Chị bận đi làm suốt không có ngày nghỉ đâu em. Chị với chồng chị đã ly hôn gần 10 năm nay. Ngày chị dẫn con ra đi chỉ có 20k trong túi, mà má con của chị chưa đến nỗi phải ăn mì gói mỗi ngày như bạn vô ơn nữa em. Bởi vậy mới nói diễn mà chị, đúng không? Ví dụ như là hồi cái lúc mà chị ly hôn với chồng chị cách đây 10 năm về trước, mà khi mà ra đi trong tay chỉ có 200.000 thôi, mà còn chưa đến nỗi mà để cho con hoặc là hai mẹ con chị phải ăn mì gói. Còn đằng này một cái thời buổi hiện tại bây giờ, và trong khi đó là nó có bên nội của nó nữa đó, rồi có biết bao nhiêu người ở bên cạnh vậy, mà lại lên quay với lại cái nồi mì gói là mình ăn mì gói trong đó.
là tại vì diễn mà chị. Diễn như vậy mới động lòng cộng đồng mạng. Diễn như vậy thì tất cả cộng đồng mạng người ta mới ghét những người mà em út của ông cố nghệ sĩ, đúng không? Chứ nếu như mà nó không diễn vậy thì làm sao nó lấy được cái thế cờ? Tại vì hồi lúc thời điểm đó người ta không biết nó là ai. Và trong câu chuyện nhà của ông cố nghệ sĩ đâu có ai rành đâu quý vị, đâu có ai biết là trong gia đình của họ như thế nào. Thì bây giờ là nó muốn lấy được tình thương của cộng đồng mạng, nó phải diễn. Mà nó diễn như vậy thì cộng đồng mạng người ta mới thù ghét bên gia đình của những người kia. Người ta nghĩ rằng cái bà cô sáu hoặc là cái ông chú bảy của nó là một người sống rất là tàn nhẫn, đúng không? Tại vì thời điểm đó người ta không có nghĩ em đó là con nuôi, mà lúc thời điểm đó người ta nghĩ cái em vô ơn là con ruột. Mà là con ruột mà cô chú ruột của mình mà đối xử với cháu mình như vậy thì làm cho cộng đồng mạng phẫn nộ. Phải nói là một kịch bản rất là khôn quý vị. Một cái kịch bản mà đi vào lòng người đó quý vị, lấy được trọn trái tim của cộng đồng mạng lúc thời điểm đó. Tôi tin rằng là hầu như là lấy được 98% luôn đó quý vị. Chỉ có 2% là người ta không binh vực em ấy mà thôi. Còn 98% là hầu như trái tim của họ đã dành cái sự yêu thương cho các em vô ơn này rồi. Là lúc thời điểm đó. Rồi đi lên trên mộ là kêu gọi mọi người. Là con nhỏ này nó nghèo như vậy đó, nó không có tiền nó ăn mì gói vậy, chứ dứt quyết là không bao giờ kêu gọi hay là xin tiền hay là lợi dụng tiền của ai cả. Thì lại lấy thêm một cái điểm cộng của cộng đồng mạng đó quý vị. Thì bao nhiêu người người ta rất là binh. Người ta binh vực một cái đứa là sống ở Sài Gòn mà lại không xé xua, ăn mặc đồ như một đứa nhà quê, là cái đó lấy thêm một điểm rồi. Là người ta nghĩ rằng là nó là trung thực. Tại vì khi mà nhìn vô cái lần đầu tiên về cái bề ngoài của các em này đó quý vị, thì tôi tin chắc rằng tất cả mọi người sẽ cho rằng là em này rất là trung thực. Đó, tại vì một cái kiểu rất là hiền, một cái kiểu quê mùa thì không thể nào nó là một cái đứa ranh ma được. Phải chi nó ăn mặc đồ, ăn chơi đồ này kia, đầu xanh đầu đỏ đồ này kia, thì người ta sẽ cho rằng là nó là một cái đứa mà diễn. Còn đằng này nó để tóc đen, rồi bắt đầu nó lên nó mặc đồ bộ, rồi nó ăn mì trong cái nồi, cho tất cả gia đình ăn mì trong cái nồi. Thì lúc thời điểm đó chỉ cần qua những cái hành động, một là kêu gọi là mọi người, là ai chuyển tiền cho bà cô với là ông chú là ghi ra để nó trả lại, đó lấy một điểm. Xong rồi bắt đầu tới điểm thứ hai đó quý vị, là ăn mì gói. Và điểm thứ ba nữa là ăn mặc đồ rất là quê mùa. Chỉ cần mấy cái điểm đó thôi thì nó đã lấy được cái tình thương trái tim của cộng đồng mạng rồi đó quý vị. Đó, và sau khi là bây giờ giàu có rồi bắt đầu nhộm tóc lên. Ha, nhộm tóc màu lên, đúng không quý vị? Rồi trang điểm, rồi mặt đầm, rồi bông, rồi hoa què đồ này kia, nó lột xác nhanh không quý vị? Là tại vì vốn dĩ con người của nó không phải là một cái con người quê mùa, không phải là một cái con người không biết ăn chơi. Là tại vì hồi cái lúc mà mới có 12, 13 tuổi là đã biết ăn chơi rồi. Thì làm sao mà qua mắt che được quý vị? Che được lúc thời điểm đó thôi. Nhưng mà đến cái lúc mà nó tột đỉnh được cộng đồng mạng tung hô ca ngợi trên trời xanh á, là bắt đầu là nó đang trong cái lơ lửng. Đang trong cái lơ lửng mà gọi là thần tượng đó quý vị. Đó, nghĩ mình là sao. Nhưng mà trời mà quý vị, lực trời mà nó sẽ lòi ra. Cho nên hồi cái lúc mà thời điểm đó, trời đất ơi, bao nhiêu người tin sái cổ. Chứ đâu phải như mình không có diễn mà chị. Cho nên là dù có 200 ngàn trong túi đi chăng nữa, nhưng khi mà mình đi ra khỏi nhà, mình đi bưng rửa chén cho họ, hoặc là đi phụ bếp, hoặc là đi bưng cho những nhà hàng, thì một ngày cũng kiếm được 200-300 ngàn, thì làm sao con mình ăn mì gói được, đúng không chị? Vẫn dư sức để mướn nhà luôn nữa, thì không thể nào mà ăn mì gói được. Còn này nó diễn mà, hiểu không? Kịch bản diễn như vậy cho nên cộng đồng mạng mới trúng kế đó quý vị. Thương quá trời, nhiều người khóc, tao nói gửi tiền ầm ầm cho mà. Rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ về tiểu sử của cái chị Mã Lai múa cột mà rinh kép sắt nha quý vị. Tôi xin chia sẻ đến những cái fan mà u mê mà theo binh ha. Nói về cái vấn đề mà môi móc để mà hạ bệ mà nói xấu người khác thì không ai qua cái chị Mã Lai múa cột rinh kép sắt đâu nha. Thì bây giờ tôi xin chia sẻ lại tiểu sử của cái chị Mã Lai múa cột rinh kép sắt nha quý vị. Đó, thì có một cái Facebook chia sẻ về trường hợp của chị Mã Lai như thế này. Vì sao mày tổ chức sinh nhật trên Du Thiệt vào năm 2023? Một tiếng là 60 triệu. Ồ, ghê không quý vị? Ghê chưa? Thuê du thuyền một tiếng đồng hồ đến 60 triệu lần đó quý vị. Bắt đầu nói tới cái tiểu sử tiếp theo nha quý vị. Nói Mã Lai mày lùa gà thì mày chói đay đẩy. Mày nói mày không bán hàng online, không cần lùa gà. Nhưng mày biết không, bán hàng online là việc chân chính, không có phạm pháp, nên không cần phải lùa gà đâu. Có mấy đứa ăn cướp, chiếm đoạt tài sản, muốn làm màu, để cho những người trong giới lầm tin tưởng mày, để cho mày được kết nối với họ. Lùa gà này là mày vẽ ra một cái bức màu hồng, ảo, để khiến cho những con gà mê mẩn và bu theo mày. Mày bảo bố mẹ của mày vỡ nợ, mày phải đi làm gái kiếm tiền. Nhưng rồi con đường làm gái ở Việt Nam của mày cũng không thành, vì mày bị vợ người ta đánh ghen. Mày bỏ qua bên Malaysia để làm gái tiếp và quen chồng của mày. Mày yên ổn được vài năm, mày lại quen được cái giới rửa tiền.
và mày làm với họ. Tại thời điểm đó, xung quanh mày có những người là con đào, có những người là ngành của mày. Họ mừng cho mày vì đã có bước tiến mới, nên họ đi theo mày. Ai dè, ai đi theo mày cũng bị mày chơi cho một cú ngã ngựa. Mày còn coi ai ra gì? Mày bị mẹ chồng và chồng của mày đuổi ra khỏi nhà năm 2015. Và mày ngồi live stream trước cổng nhà bà, mày nhớ không? Thời điểm đó, mày live stream nói xấu gia đình của chồng mày. Rồi mày lại quen với lại con vô ơn. Mày nói mày không có sử dụng mạng xã hội. Mỗi năm sinh nhật của mày, xung quanh mày có những ai? Làm tiệc ở đâu? Ở những quán nhậu, quán karaoke và quán ăn. Những người bạn đó cùng đồng cam cộng khổ với mày, nhưng mỗi năm đều là những gương mặt khác nhau. Vì năm nào cũng có người nhận ra bộ mặt của mày và rời đi. Rồi mày lại thu nạp lính mới. Năm 2022 vào tháng 8, mày dính vào cái vụ cướp, đứng đằng sau rửa tiền USD, ém tiền mà người ta chuyển cho mày, nhưng mày lại không trả cho khách hàng đủ. Những khách hàng lớn này giao dịch hàng chục tỷ nên mày đã nổi lòng tham. Mày ôm tiền của người đó nhưng nhả ra ít ít, với cái ý là giúp người đổ hết tội lên đầu người khác, làm anh hùng hào kiệt à. Mày muốn kết nối với những người đó nên đã bắt đầu sửa soạn ăn mặc, tổ chức sinh nhật, mướn du thuyền, tổ chức theo cái kiểu mày, như là tiểu thư đài cát, như là một ngôi sao. Mày nói cảm ơn mẹ mày đã đứng đằng sau, nhưng mẹ của mày ngơ ngác không hiểu gì, vì bà có biết con của bà diễn giỏi thế đâu. Mày mua đồ hiệu liên tục, đi du lịch các thứ, đăng lên Facebook tẩy trắng quá khứ. Mày nhảy vào cái drama vẽ vời và dẫn dắt để tăng cái sự uy tín. Đối với phong thái oai phong lẫm liệt, mục đích của mày là để cho những người trong giới rửa tiền theo dõi và tin tưởng mày. Mày đưa cho các kênh YouTube những thông tin về sự giàu có của mày, như là sinh nhật trên du thuyền, rồi là di chúc của chồng, các thứ để khoe mẽ. Lùa gà xong, năm 2024, sao không đi sinh nhật trên du thuyền nữa, thậm chí một bữa tiệc còn không có, bởi vì mày bị bóc quá nên lương lẹo xảo trá dẫn dắt. Khi người ta quay lưng lại thì mày lại nói người ta là những người nham hiểm, những người không có lợi từ mày nên họ bỏ đi. Mày lương lẹo số 2 thì không có ai là số 1 cả. Mày đã đánh giá quá thấp những con người bình thường trong xã hội này rồi. Chúng tôi đây là những người bình thường, nhưng chúng tôi thấu hiểu những gì mày làm. Nên nhớ, người làm trời nhìn hay lực nhân quả sẽ không tha cho mày đâu. Mã Lai xạo ke. Thì nghe kể về cái vấn đề tiểu sử của cái chị Mã Lai mà đại gia 8.000 tỷ thì biết rồi đúng không quý vị? Đầu tiên thì nói về cái vấn đề là em ấy từ chối nói là tôi không bán hàng online, và đến cái drama này là không vì vụ lợi và muốn giúp trong im lặng. Quý vị biết lý do tại sao mà muốn giúp trong im lặng không? Tại vì hồi cái thời điểm năm 2022 đó quý vị, thì em ấy chạy về Việt Nam là đang trốn mà, đang trốn cái sự truy nã của bên Mã Lai quý vị. Đó, thì chạy về Việt Nam thì làm sao dám rầm rộ được. Và tôi cũng đã giải thích mấy cái clip trước rồi đó quý vị. Nếu như mà mình lên rầm rộ thì những cái người mà mình cướp tiền của người ta, những cái người mà mình gạt tiền của người ta sẽ tìm về Việt Nam xử sao quý vị. Thì giang hồ, xử theo luật giang hồ mà quý vị, thì đâu có dám. Nhưng sau khi nhảy vô trong cái drama này, không nghĩ là mình được tung hô đến cỡ đó, bắt đầu ngáo mạng lên quý vị. Đó, là bắt đầu lòi cái mặt ra. Và trong cái nội dung chia sẻ của cái Facebook này đó quý vị, thì nói ở Việt Nam là đã làm girl múa cột rồi quý vị. Và khi mà bị đánh ghen ở Việt Nam 3 lần thì cảm thấy là làm không được, mới bò qua bên Mã Lai để làm girl và múa cột tiếp tục. Đó, và sau đó thì mới gặp cái người chồng của mình, là sống yên ổn để sanh đẻ con đó quý vị. Đó, sanh đẻ con rồi bắt đầu là ở được mấy năm rồi mới mon men, mới quen được những cái giới mà họ rửa tiền đó quý vị. Bắt đầu từ điểm đó bắt đầu rửa tiền, tức là mỗi năm đều tổ chức cái sinh nhật khác nhau, chỗ thì karaoke, chỗ thì quán ăn. Đó, thì mỗi năm là đều kết nạp thêm bạn mới, là tại vì những người mà người ta chơi chung với mình, người ta biết là người ta né hết rồi, thì kết nạp thêm cái bạn mới đó quý vị. Thì mới bị chồng với lại mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà năm 2015. Thì năm 2015 thì đến nhà của cái người chia sẻ này nè, khóc ở trước cổng, livestream khóc trước cổng quý vị. Thì trong đây có để là tháng 8 năm 2022 là dính vô cái vụ mà cướp kép sắt, rồi rửa tiền đô đó quý vị. Rồi ém tiền, chuyển tiền của người ta, rồi ém lại, rồi cướp luôn cái tiền của người ta, mà mỗi lần chuyển là hàng chục tỷ chứ không có ít quý vị. Hồi cái lúc mà năm 2022 đã dính vô trong cái vụ này, và tới cuối năm 2022 là đã chạy về Việt Nam trốn rồi quý vị. Thì bắt đầu là tới năm 2023 thì lại nhảy vô trong cái drama này. Và lúc đó là ăn mặc sửa soạn lên quý vị. Tại vì cái kiểu ăn mặc của múa cột thì nhìn ra nó dễ. Và khi mà muốn mà tiếp xúc vô trong cái showbiz đó quý vị, muốn lấy được cái sự tin tưởng của những người trong showbiz đó quý vị, thì cho biết là mình là đại gia, thì tung thông tin cho tất cả các kênh YouTuber đại khái, như là cái kênh của cái em Vina nè quý vị. Rồi trước đó
em qua hậu răng cũng đã lên tiếng là tôi vô tình tôi thấy trong cái điện thoại của bà Mã Lai là trong đó là có 80 số tài khoản mà mỗi tài khoản có hàng trăm tỷ. Cái kênh YouTube của cái em Vina cũng đưa thông tin giống y hệt như vậy, rồi đưa thông tin cho họ là có di chúc của bên chồng, là những cái di chúc đó là được bao nhiêu đó tiền, là đại gia vậy đó quý vị. Bắt đầu là tạo lên để trang điểm, để ăn mặc lên để cho mình giống đại gia. Mà thật sự ra là quý vị theo dõi từ đầu tới đuôi, thấy cái cách ăn mặc của các em này, cái cách đi đứng của các em này, và về lai lịch của các em này đó quý vị, thì quý vị có thấy là các em này giống đại gia hay không, đúng không? Cho nên là khi mà chúng ta đang yêu thương một người nào đó, tự nhiên trên trời rớt xuống là có một cái người Phật sống để mà tới giúp cho một cái em này vô điều kiện, mà lại bỏ gia đình suốt hơn một năm trời mà bỏ ra hàng tỷ đồng để giúp một cái người dân như vậy, thì tất cả mọi người cũng thắc mắc chứ, đúng không quý vị? Thắc mắc thử coi cái người này từ đâu mà đến, và người này lý lịch của người này như thế nào, thì mọi người cũng đều thắc mắc. Nhưng em này giấu, tao nói giấu em từ hồi lúc drama cho tới bây giờ, chỉ ngoại trừ ra là bị phanh phui và bị người ta phốt mà thôi, chứ em này không bao giờ dám đưa cái lai lịch của mình ra. Là vì sao? Là tại vì cái lai lịch của mình nó quá đen tối, lai lịch của mình nó không có một cái gì đẹp hết. Đầu tiên trước khi qua bên Mã Lai là đã làm gơ múa cột rồi, rồi sau đó mới bị đánh ghen, ghen gãy mũi, rồi đi sửa mũi đến 3 lần thấy không xong rồi mới chạy qua bên Mã Lai để làm gơ múa cột tiếp. Thì trong cái drama này, tất cả những người yêu thương, tôi nói là những người mà người ta không yêu thương không nói đi, và những người yêu thương mà đã lầm tưởng là một người đại gia thật sự, thì mọi người có quan tâm, có muốn biết thử coi quá khứ của cái người chị đại Mã Lai múa cột này không, đúng không quý vị? Ai cũng muốn. Thì khi mà biết ra như vậy thì quý vị nghĩ như thế nào quý vị? Té ngửa đúng không quý vị? Tại vì khi mà tôi vừa gặp mặt lần đầu tiên là tôi xác định là em này không phải là đại gia, và em này có một cái gì đó không có một cái lối sống bình thường, tức là một cái lối sống phức tạp đó quý vị. Cảm nhận của tôi lần đầu tiên khi tôi gặp em này, cho nên nhảy vô trong cái drama này, bắt đầu sửa soạn lên, mặc đồ lên để chi, để tạo một cái uy tín để nhảy vô trong cái showbiz, rồi xong rồi để quen biết những chủ tiệm vàng đó, để chi là tại vì đa số là những tiệm vàng đó họ hay kết nối để mà chuyển tiền lắm quý vị, chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam, rồi từ Việt Nam chuyển qua các nước khác đó quý vị, thì đó gọi nôm na là chuyển tiền đen đó quý vị. Đó thì bắt đầu mon men làm quen với lại trong showbiz. Showbiz để làm gì? Mốt cho mượn nợ, rồi bắt đầu là làm quen với lại tất cả các đại gia, tất cả các tiệm vàng đó, để chi? Để sau này để rửa tiền đen đó quý vị. Thì phải là nào là mở miệng ra là nói là tiền tỷ không quý vị. Trong khi đó có một cái chị đồng nghiệp của tôi đó quý vị, chị đó tin tưởng cái cô đại gia múa cột này 100% luôn quý vị. Và trong khi đó là chị ấy là một cái tiệm vàng, chủ tới mấy cái chuỗi tiệm vàng lận quý vị. Cái chị đó là có hình như là 3-4 cái chuỗi tiệm vàng thì phải, rất là lớn quý vị. Đó, làm quen với lại cái chị đó, và chị đó qua cái cách nói chuyện thì tôi nhận thấy được rằng là cái chị đồng nghiệp đó của tôi đó quý vị rất là tin tưởng về cái em Mã Lai múa cột này, hơn là cái em mà Mã Lai múa cột này bị vạch trần đó quý vị. Chứ nếu không vạch trần mà em ấy lấy một cái lòng tin sâu hơn tí xíu nữa là cái chị mà đồng nghiệp của tôi tiệm vàng đó đó quý vị, thì thế nào cũng là vô trong cái tầm nhắm của cái em Mã Lai này mà thôi đó quý vị. Cho nên là tạo cho mình là một đại gia ở trên du thuyền, mà đến nỗi mà cái chị mà đồng nghiệp của tôi, chị đó nói sao không? Trời ơi, Mã Lai nó giàu lắm em, nó giàu dữ lắm, mà tất cả bạn bè mà nó giới thiệu tới tiệm của chị mà mua hột xoan á, mà mua vàng đó, là tất cả những người bạn đó đều nói là chị Mã Lai tốt lắm, chị Mã Lai ở bên Mã Lai là giúp người vô điều kiện không à, tốt dữ lắm. Tao nói chị tin phăng phắc luôn quý vị, chị tin phăng phắc luôn, là tại vì giới thiệu khách hàng đến tiệm của chị để mua hột xoan đó, mà tất cả những người mà đó chị hỏi tới á, thì đều nói là chị Mã Lai là bên rất là tốt, là nuôi con nuôi cho đi học các nước đó, gần cả chục đứa con nuôi mà cho học quốc tế nước ngoài không đó quý vị, các nước luôn, mà chị ấy giúp đỡ người ta vô điều kiện không, mà chị ấy giàu dữ lắm. Trời ơi, bà chị đồng nghiệp của tôi bác hờ quý vị. Thật ra là nó đang nhắm vô chị, nó đang nhắm vô cái tiệm vàng của chị, thì tất cả những cái con mồi mà đưa đến cái tiệm vàng của chị thì dĩ nhiên là thế nào chị cũng hỏi là quá khứ của cái em Mã Lai này bên kia nó như thế nào, thì chắc chắn rằng là những con mồi mà đem tới cho chị là nó phải nói theo, những cái con mồi đó phải nói theo cái ý của Mã Lai chứ, đúng không? Nó vẽ ra vậy thì những con mồi đó phải nói y hệt như vậy. Cho nên chị nói là chị đã hỏi những cái người bạn đó tới mua vàng của chị rồi, là những cái đứa đó đều nói chị Mã Lai á, là ở bên đó đều tốt lắm, giúp người vô điều kiện, mà giúp rất là nhiều người, nhiều người phụ nữ Việt Nam mà qua bên Mã Lai, chị ấy tốt lắm. Trời ơi, bà bạn đồng nghiệp của tôi bả tin phăng phắc luôn quý vị. Đó, mà hên là nó bị vạch trần đó quý vị. Chứ nếu như mà trong cái vụ này mà cái em Mã Lai múa cột này không bị vạch trần, mà không có chạy trốn đi chỗ khác đó quý vị, thì tôi chắc chắn rằng tiệm vàng của chị này là tầm nhắm của em đó.
Cho nên khi mà xem qua cái chia sẻ của cái Facebook này đó quý vị, là người rất là thân với lại cái em Mã Lai Múa Cột này, thì kể từ đầu tới đuôi về cái quá khứ thì hầu như nó cũng đã rõ ràng là cái cuộc sống của cái chị đại Mã Lai này như thế nào rồi, đúng không quý vị? Đó, thì bây giờ đi qua bên Úc, người định cư ở bên Úc, mà trong khi đó là khi mà định cư ở bên Úc là phải ở bên Úc suốt trong vòng 4 năm trời, không đi ra khỏi nước Úc. Và trong khi đó là em này có ở bên Úc đâu quý vị, từ năm 2022 là vẫn còn ở bên Mã Lai, đúng không? Thì năm 22 mà nếu ở bên Úc để mà nhập tịch á, thì tới năm 2026 á, thì mới được nhập tịch. Mà nay mới có 2024 mà quý vị, thì lấy đâu ra mà để mà nhập tịch quốc tịch Úc quý vị? Đó, thì bắt đầu là chạy, có những người u mê giống như hồi nãy đó quý vị, thì nói rằng là à, một cái người đầu đường xó chợ mà có ai có thể là đi máy bay khắp nơi, là đi du lịch khắp nơi như là chị Mã Lai hay không? Đó là đi trốn, hiểu không? Đó là đi trốn đầu đường xó chợ, có nhà nhưng không về được. Thậm chí nhà cha mẹ của mình cũng không dám về luôn. Đó là trốn. Cho nên là nếu như mà muốn được giống y hệt như vậy thì cứ đi rinh kép sắt đi, lấy tiền đó trốn, đi vòng vòng ăn xài hết thì mai mốt nó cũng hết thôi. Đó. Và khi mà đi qua bên Úc đó quý vị, thì cũng là dẫn dắt, cũng là dẫn dắt hết tất cả những người mà u mê. Nhưng mà nói chung là bây giờ là chỉ có những người u mê mà ít ngồi đá giếng thì người ta mới tin thôi. Thì khi mà đi qua bên Úc đó, thì cũng có thêm vài người khán giả mà quý vị, bắt đầu là đi dụ những người khán giả đó, bắt đầu là mời đi chơi, rồi đi ở những cái chỗ này. Băng bắt đầu quay lên là ở chỗ này nhà nào cũng là biệt thự, mà mỗi cái biệt thự đều có một cái du thuyền đó. Mà khi mà đưa lên như thế này đó quý vị, thì chỉ có những người ít ngồi đáy giếng, và chỉ có những người mà cái dạng giống y như là nít mới lớn không hiểu thì mới tin là những cái lời của cái em Mã Lai này dẫn dắt mà thôi. Còn cái người mà người ta biết, và những người trên cộng đồng mạng, dân giàu có cũng nhiều, mà dân đi du lịch cũng nhiều, và dân sống tại Úc người ta cũng nhiều, cho nên đưa lên những cái địa điểm đó là người ta biết ở đâu. Thì qua những cái hình ảnh này đây quý vị, đó, cái chiếc này là cái chiếc cano, cái chiếc cano câu cá đó quý vị, giống như là mình đi Nha Trang nè, mình đi Phú Quốc nè, thì mình đều thuê những cái cano đó, hoặc là mình mua vé để mình gộp vô mình đi chung. Đó, thì một cái suất đi đi ra ngoài đó câu cá là một người là 850, 1 triệu gì đó, ví dụ vậy. Thì bắt đầu là bỏ tiền ra mình mua một vé để mình đi trên cái cano đó. Và mỗi cái cano đó có thể là những chiếc cano lớn, có thể là chở được 30-40 người. Nhưng mà dòm vô cái chiếc cano này của cái em Mã Lai mà quay lên trên đây đó quý vị, thì cái chiếc này dữ lắm là chỉ chở được 5-6 người mà thôi. Đó. Mà lại nói là đây là du thuyền. Và trong khi đó là mọi người nhìn kỹ vô ngay chỗ cái bến sông này, nó là không phải là cái sông nữa quý vị, nó giống y như là một cái rạch vậy đó, một cái con mương rạch để dành cho những nhà mà ví dụ như người ta tự tạo ra để mà nó có một cái không khí lãng mạn, để mà có một cái không khí nó thiên nhiên đó quý vị. Đây là một cái kênh, cái mương với cái rạch để người ta tự tạo ra, chứ nó không phải là con sông nữa. Thì cái mương rạch này thì nó chỉ là cano, thì cái độ sâu của cano mà để mà từ ở trên đi xuống dưới thì nó dữ lắm là nó chỉ có 5 tấc thôi quý vị. Cái độ sâu mà nó lún xuống nó chỉ có 5 tấc thôi quý vị. Đó, hoặc là những cái chiếc xuồng nhỏ thì nó chạy vô đây được. Còn nếu như mà một cái du thuyền đó quý vị, du thuyền nó chỉ đi ở trên biển thôi, hoặc là nó đi vô trong sông, gọi là sông Mê Công, thì những cái sông đó độ sâu nó từ là 10 mét cho tới 15 mét độ sâu á, thì cái du thuyền đó nó mới vô được quý vị. Còn nếu như mà cái độ sâu này thì maximum tôi cho rằng là chưa được 2 mét nước. Chưa được 2 mét nước của cái độ sâu thì làm sao mà cái con sông này mà du thuyền nó chạy vô được quý vị. Nó chỉ là những cái xuồng, những cái ghe nó chạy vô mà thôi. Vậy mà mình lên trên đó mình nổ, mình nói là ở đây tất cả những cái biệt thự là đều có một cái du thuyền. Trời đó cơ, nổ quá trời quá đất luôn. Làm sao mà không bị người ta vạch trần ra quý vị. Nổ quá trời quá đất luôn. Mà phải nói là nổ theo cái sự ngu ngốc mà nhà quê không biết dùng từ. Du thuyền người ta rất là bự, mà du thuyền nó chỉ chạy ở trên biển với lại độ sâu của những cái sông Mê Công, sông lớn đó, thì nó mới đi vô được. Còn cái con rạch này du thuyền nó vô đoạn cho mắc cạn hay gì, đúng không? Mà làm sao nó vô được? Nó mới vừa vô tới cái ngõ thôi nó đã dướng là mắc cạn rồi, làm sao nó chạy vô được cái con rạch con mương vậy? Đó, quý vị nhìn đi, ngay cái con sông này nó giống y như là một cái bờ sông để cho người ta ra, để mà người ta đậu những cái chiếc cano banh lớn ra đó quý vị. Đó, đối diện bên phía bên kia nó có hai cái chiếc cano, thì hai cái chiếc cano này là nhỏ xíu để người ta chạy trên sông với lại đi câu cá chơi mà thôi, du thuyền đâu đây. Mà lại nói là ở đây là mỗi biệt thự đều có một cái du thuyền, vậy thì trên cái sông này ít nhất là ví dụ như là nguyên một cái khu này đi, nó có là 19-20 cái biệt thự, vậy thì 20 cái du thuyền đậu trên đây hả? Chỗ đâu đậu vậy hả? Quá trời quá đất, nổ rồi quý vị. Nổ mà cái dạng như nổ ngu thì biểu làm sao người ta không vạch trần. Mình cứ nói sự thật đi, mình có làm sao nói vậy. Còn nếu như mình không biết mình phải học hỏi, chứ đâu cái kiểu mà dẫn dắt những người mà u mê ngu si, đúng không quý vị? Đó, thì bây giờ cho mọi người dòm nè, cái du thuyền nè.
một cái du thuyền ở trên đây á, là sức chứa của người ta tới mấy ngàn người đây. Và trên đây nó bao gồm nè khách sạn nè, bar nè, nhà hàng nè, vũ trường nè, nó đều có đầy đủ ở trên đây. Và mỗi cái du thuyền này là đi chơi đó quý vị, là những cái du thuyền lớn, có thể là nguyên một cái tour du thuyền đó là chơi trong vòng 10 ngày hoặc là tuần lễ đó. Thì người ta chỉ là ăn chơi ở trên đó, có hồ bơi nè, đó là có bar vũ trường nè, rồi có khách sạn nè, có phòng ngủ 5 sao đầy đủ ở trên cái du thuyền này, đó mới gọi là du thuyền. Còn những cái du thuyền nhỏ như là ở Vịnh Hạ Long đó quý vị, thì những cái du thuyền đó là có thể là mình mua một cái tour đó là ngủ lại qua đêm, tại vì ở trên du thuyền á, người ta không ở lâu là tại vì nó rất là mắc tiền đó. Thì người ta chỉ trải nghiệm thử cái du thuyền đó và nó chạy trên một những cái khung cảnh đó. Thì ở ngoài Vịnh Hạ Long thì chỉ cần đi một đêm hai ngày là đã tham quan hết Vịnh Hạ Long rồi đó. Còn đằng này trời ơi, cái đường như cái con mương, chỉ là xuồng ba lá với lại mấy cái chiếc xuồng nhỏ đi vô, mấy cano nhỏ xíu chạy vô thôi. Mà nói ở đây là mỗi biệt thự đều có một cái du thuyền. Xạo quá trời quá đất luôn, biểu sao người ta không nói, biểu người ta không vạch trần ra quý vị. Rồi bắt đầu là lên live stream là nói ở đằng trước đây á, là tôi cho trồng rau rồi trồng kiển rồi trồng hoa đồ này kia, quay y hệt như thật vậy đó quý vị. Quay nó xạo y hệt như thật vậy đó. Mà trong khi đó là một cái ngôi nhà đó mình đang ở, mà mình ở với những người khán giả. Những người khán giả mà bị che mắt u mê ở bên Úc á, chạy đi theo để ở chung, chứ không phải ở gia đình. Nếu như mà định cư là phải định cư với gia đình. Còn đằng này định cư có mình hả? Mà cái chỗ đó là cái chỗ du lịch, cái chỗ mà nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi để đi chơi, mà lên nổ nó là nhà của mình. Mà vẫn còn lên live stream là nói là bây giờ cái chỗ này á, là tôi chuẩn bị là tôi trồng rau nè, rồi ngay chỗ này là tôi định trồng hoa nè. Nói y hệt như thật vậy đó quý vị. Tôi không hiểu là hình như cái em này là bị giống như bị bệnh nghiện diễn đó quý vị. Bị bệnh rồi, tức là ngáo trên cộng đồng mạng, riết quen rồi giờ không chịu tuột xuống. Tức là tự nhiên là mình nói mình đến mình giúp đỡ trong âm thầm, nhưng mà thật ra là tôi không biết là cái sự trao đổi giữa cái ông anh hai với lại cái em vô ơn này, cái lúc đầu tiên với lại Mã Lai, tôi không biết là trao đổi cái vụ gì. Mà nói là cái em này đến giúp trong âm thầm là tôi không tin rồi đó quý vị. Tức là đến trao đổi, tức là tôi sẽ đứng ra tranh chấp về mặt tài sản này, tôi bảo đảm là sẽ thắng, còn nếu thắng là tôi được bao nhiêu phần trăm hay là cái gì đó quý vị. Đó, thì bây giờ lòi ra thì cái người luật sư Facebook đó quý vị là không phải là trả phí 1 tỷ đồng, mà là người của cái em Mã Lai này đưa vô luật sư miễn phí. Là vì sao? Tức là đôi bên cũng có lợi quý vị. Ví dụ như là cái em này là mang tiếng là nhận cái vụ đó là 1 tỷ đồng. Có những người khách hàng sau này mà có những trường hợp nó tương tự giống y hệt như vậy là ra giá trên trời y hệt như vậy. Rồi hai nữa là mang tiếng là trong cái vụ kiện này để đi theo mà. Mà tại vì hồi lúc thời điểm đó là cái em vô ơn này là chiếm cái lợi thế là hầu như 95% cộng đồng ủng hộ rồi. Thì cái người luật sư bào chữa cho các em này cũng được yêu thương lây, và cũng được nhiều khách hàng sẽ nói là cái vụ của các em vô ơn này tôi lấy 1 tỷ, nhưng mà vụ của anh chị tôi lấy 800 thôi, hoặc tôi lấy 700 triệu thôi. Ví dụ vậy đó. Đó cũng là cái cách để mà đi câu khách hàng tương lai đó quý vị. Đó thì là cũng cùng một vụ với lại các em Mã Lai này. Chứ mà nói đến mà giúp vô điều kiện, tại vì tôi tin chắc rằng là các ông anh hai này nhìn vô cũng thừa biết là các em này có phải đại gia hay không. Tại vì hàng trăm người đại gia tới xin để được giúp đỡ cho em này, thì ông anh hai này không thể nào mà không biết nhìn người là cái người nào là đại gia hoặc là người nào giả đại gia quý vị. Vì hồi cái lúc mà một năm trước khi mà đến gặp ông anh hai, tại vì chính bản thân tôi đó quý vị, gặp lần đầu tiên là tôi đã đánh giá cái em Mã Lai này không phải là đại gia rồi. Thì không lý do nào mà ông anh hai không biết được quý vị. Mà cái sự thỏa thuận giữa hai người như thế nào đó thì tôi không biết. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà đến để mà thỏa thuận nói chuyện với ông anh hai với lại cái em vô ơn là em đến giúp trong âm thầm, đó là tôi không tin nha quý vị. Nó có một cái sự thỏa thuận nào đó. Và cái lúc đầu tiên khi anh hai đưa vô thì anh hai nghĩ rằng là anh hai sẽ nắm được em này và sẽ xây trong chống em này. Anh hai cứ nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng mà anh hai không ngờ là đưa một cái con sói vào nhà. Khi mà nó vô rồi bắt đầu nó nắm, nó quay anh hai như trong chống. Đó, lúc đó là bắt đầu nó điều khiển luôn cái em vô ơn kia, bắt đầu cai cú nhau. Đó là vậy đó quý vị. Thì bây giờ lòi ra là cái em Mã Lai này đến với em vô ơn này là vì cái vụ gì? Vụ làm ăn đó quý vị. Cái hàng mà cung cấp cho bán đó quý vị thì từ đâu? Yến là cung cấp là từ đâu? Đó, bài đặt xạo xạo nói vì yêu thương mà đến. Bởi vậy cho nên là ngày hôm nay tôi muốn tất cả mọi người thức tỉnh đi. Cộng đồng mạng ơi, thức tỉnh đi. Vì đến thời điểm này rồi thì cái em đó không phải là một cái người khổ sở như mình nghĩ nữa. Và cái em đó không phải là một người hiền lành nữa. Nghe cái giọng điệu mà kêu gọi cộng đồng mạng là cô chú anh chị ơi, là đừng có nghe những cái kênh YouTube mà nó ngồi ở nhà nó đu dây điện nó phân tích không quý vị. Đó là lời lẽ của cái người mà hiền lành sao? Rồi những cái lời lẽ mà chửi cô mà thím bảy đó quý vị, chửi là cái kiếp làm bé, có ai mà nói chuyện kiểu vậy không quý vị? Đó, cho nên mọi người tỉnh dậy đi quý vị. Rồi tiếp theo ý kiến của vị khán giả này đây quý vị, không biết đến bao giờ Việt Nam mình mới theo kịp quốc tế.
làm việc thiếu trách nhiệm. Qua cái drama này, em thấy Việt Nam mình trình độ dân trí thấp. Ở ngoại quốc đẳng cấp con vô ơn, làm gì được đứng trên sân khấu hát, còn dẫn dắt dư luận. Chị ơi, tận cùng của xã hội, cải lương xuống cấp là đúng. Cái này á là không phải là người Việt Nam dễ dãi đâu em, mà tại vì là người Việt Nam cái tình thương bao la quá. Ví dụ như bên nước ngoài là mạnh ai nấy sống, họ không có cái kiểu mà giúp người hoặc là lá lành đùm lá rách như người Việt Nam mình. Cho nên là ở bên nước ngoài là họ sống rất là thực dụng, họ sống rất là thực tế. Ví dụ như người nào hát hay thì họ sẽ bỏ tiền ra mua. Còn cái vấn đề để mà chia sẻ tình thương đồ này kia thì bên nước ngoài không bằng Việt Nam mình. Cho nên khi mà nói đến Việt Nam mình, không phải Việt Nam mình dễ dãi, mà tại vì người Việt Nam mình có cái tấm lòng chia sẻ và đùm bọc với nhau. Em hiểu không? Cho nên khi mà bị em vô ơn này qua mắt để mà lừa gạt mà diễn ở trên cộng đồng mạng, thì tất cả những người Việt Nam cho rằng em này đáng thương. Và cái tình thương đó, lá lành đùm lá rách, và cái tình thương đó của những người mà tình người với nhau đó thì người ta thương. Hiểu không? Đó là tình thương và tình người, chứ không phải là người Việt Nam dễ dãi đâu em. Cho nên sau khi mà cái vụ việc này để mà vạch trần cái bộ mặt của em vô ơn, thì chị tin rằng tất cả những người trên cộng đồng mạng và tất cả khán giả cũng chả có ai mà mua vé để ủng hộ đâu em. Còn những người họ đi đến để mua vé đó là chẳng qua là họ thắc mắc, không biết ở ngoài đời là cái cô đó nó làm sao, con nuôi của cái ông nghệ sĩ đó làm sao. Người ta đến để người ta nghe thử, và nghe nói đi làm ca sĩ đi hát thì người ta nghe thử. Thì giống y như cái cặp vợ chồng ở trên Tây Ninh chị nói đó, là để dành tiền để mua hai cái vé, hai ông bà chạy xe đạp cọc cạch để tới coi. Nhưng mà vừa khi tới coi cái người ta phán ra câu, sao mà con của cái ông nghệ sĩ hát không có bằng ổng ta, tại vì họ không có biết đó là con nuôi. Hiểu không? Cho nên có rất là nhiều người họ không biết, tại vì họ không có theo dõi truyền thông nhiều. Họ chỉ nghe kể hoặc họ chỉ nghe đồn ông nghệ sĩ chết xuống có một cái đứa con gái vậy vậy thôi, chứ họ không biết trong cái quá trình mà trong suốt hơn một năm nay ở trên cộng đồng mạng nó diễn biến như thế nào. Em hiểu không? Chứ không phải là người Việt Nam dễ dãi. Rồi, ý kiến tiếp theo nữa đây quý vị. Nào là tổ chức sinh nhật trên du thuyền, nào là đồng hồ tiền tỷ, nào là giám đốc công ty xây dựng, nào là kinh doanh bất động sản, nào là cho thuê nhà, căn hộ cao cấp. Đó, tức là cái chị đại mã lai múa cột đó quý vị. Khi đến với cái drama này là nổ vậy đó quý vị. Thì bao nhiêu người che mắt ta có biết đâu, chỗ giàu quá trời quá đất luôn. Tự nhiên người dân mà cho tới 1 tỷ mấy, mà làm sinh nhật trên du thuyền mà 1 tiếng đồng hồ tới 60 triệu. Rồi nào là đeo đồng hồ là tiền tỷ, rồi giám đốc công ty xây dựng, rồi nào là mua bán bất động sản mà không biết mua bán cái gì luôn. Mua bán bất động sản mà mua được cái miếng đất ở trên Gia Lai á, một cái miếng đất khỉ ho cò gái mà khoe vậy là mua bán bất động sản sao, đúng không quý vị? Rồi tiếp theo là nào là cho thuê nhà căn hộ cao cấp, mà trong khi đó mình không có căn nào mình đi mướn nhà làm sao, đúng không? Đi nổ là mình là cho thuê căn hộ cao cấp để cái tiền mà quăng qua quăng lại ở trên mạng đó quý vị. Là đợt vừa rồi nói là thu tiền nhà tháng 2, em chuyển tiền thuê nhà tháng 2 cho chị, đồ làm từ lưa hết quý vị, nổ vậy. Mà trong khi đó mình có nhà cho thuê mà tại sao mình lại đi ở nhà thuê, đúng chưa quý vị? Cho nên là mình phải nhìn lấy cái góc nhìn là nổ là một lẽ nhưng thực tế nó như thế nào. Đó, nổ quá trời quá đất luôn. Cho nên là những người u mê mà tin tưởng là người ta giàu người ta giúp đỡ vô điều kiện, phải đặt trường hợp nếu như là mình, mà nếu như mình giàu giống y hịnh vậy mình có giúp đỡ vô điều kiện không? Đâu có. Ví dụ như có tới giúp, mà giúp cho nhà nước mới là tiền tỷ. Còn những cái hoàn cảnh cá nhân, mà cái chuyện của cái em này thì dữ lắm là đến giúp cái tiền thuê luật sư. Mà cái tiền thuê luật sư thì làm gì tới bạc tỷ như vậy quý vị. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy mà có khá nhiều, hơn một năm nay có rất là nhiều người tin mới ghê chứ. Thì từ chỗ đó nó mới che mắt, nó mới làm mẹ ở trên cộng đồng mạng hơn năm nay đó quý vị. Đọc tiếp nè. U là trời, tất cả các loại xạo đó đến từ chị có cái nịch đưa thông tin cho kênh Vina, để cho kênh Vina lên khè cộng đồng mạng, làm màu bao che cho quá khứ tội lỗi dơ dáy của nó. Kể cả cái thằng bóng ở bên Úc cũng đua nhau nổ phụ cho nó. Lúc thời điểm đó thì mình nghe là cái kênh của các em Vina nói là các em mà chị đại mã lai có cái nịch này là giàu thật sự nha, có bao nhiêu cái villa, rồi có gần cả chục đứa con nuôi đó, mà cho đi du học ở bên nước ngoài. Là cái lúc thời điểm đó cái kênh của các em Vina lên ca ngợi là em này đại gia, mà thật sự là có thật, là các em Vina nói là thật sự là có thật, vì tôi thấy chính mắt tôi đó, là đưa lên như vậy đó quý vị. Nào là nó bỏ hết công việc ở bên Úc, công trình xây dựng hợp đồng với người ta, rồi bỏ về Việt Nam để giúp vô ơn. Trời đất ơi, một cái công ty xây dựng mà nó để bỏ hết công trình để về Việt Nam đặng đền cho thấy bà nội mẹ luôn hả? Một cái công ty xây dựng mà mình ký hợp đồng với người ta ha, mà thường những công ty xây dựng là mình ký những hợp đồng lớn không à, và phải giao cho đúng tiến độ. Ví dụ như là một cái công trình đó là mình sẽ giao cho họ trong vòng 6 tháng, hoặc là một cái công trình đó mình sẽ hoàn thành trong vòng 1 năm.
đó. Mà nếu như mà mình không theo sát tiến độ để mình quản lý người, rồi mình quản lý tiến độ về xây dựng, tại khi mà xây nó đâu phải là bình thường đâu quý vị, nó có thể trục trặc về mặt cung cấp, trục trặc về mặt cung cấp xi măng nè, trục trặc về mặt cung cấp sắt nè. Tại vì cái loại sắt, ví dụ như nếu như là công trình thì nó sẽ đặt theo cái loại khối sắt đó là bao nhiêu, hoặc là cửa gỗ nè, về mặt bên nội thất nè đó, thì khi mà mình xây nó phải giám sát để cho đúng tiến độ quý vị. Còn nếu không đúng tiến độ đặng đền cho phá sản luôn chắc. Ở đó mà nói là bỏ công trình xây dựng bên Úc để về giúp con vô ơn, nổ quá trời nổ luôn quý vị. Nếu ai làm trong ngành xây dựng làm ơn trả lời giùm tôi, nếu như là một cái giám đốc xây dựng có dám bỏ công trình của mình chỉ về giúp một cái con người dân không quý vị? Dám không quý vị? Tại đó là một công trình, là tài sản của mình. Chỉ cần mình làm trễ, mình giao trễ hẹn thôi là mình đã đền hợp đồng phá sản luôn rồi. Chứ ở đó mà nói chuyện mà bỏ hết công việc để về giúp vô ơn, chỉ có những người thiếu kiến thức mới tin mà thôi. Tiếp theo đây quý vị, bóng xuyến nói chính nó đã đi thu lại từng cái bill, từng cái hợp đồng cho chị có cái nịch. Chị thấy nó dốc láo ghê chưa? Đó thì nói là đi thu từng cái bill. Trời, cái bill gì vậy? Hả? Cái bill đi ăn quán ở ngoài hả? Từng cái bill để mà xây dựng hợp đồng đồ này kia. Trời ơi, nổ quá trời quá đất luôn, nói xạo. Mà một cái công trình của công ty này với lại những cái người khách hàng bên kia, thì nếu như mà nói công trình là những công trình lớn nha, không là chỉ là một cái người thầu thợ hồ, mà thầu thợ hồ là đàn ông chứ có bao giờ là phụ nữ đâu, đúng không quý vị? Còn nếu như là một cái công ty xây dựng thì thanh toán với nhau bằng quỹ nhiệm chi chuyển khoản, chứ không ai dùng là cái bill cả, hiểu không quý vị? Rồi tiếp theo, nó nghĩ không ai biết nó nổ ở nước ngoài mà vi phạm hoặc hủy hợp đồng là bán nhà, đền cũng không đủ hợp đồng cho người ta. Ở đó mà nói đi thu từng cái bill, đúng là tập đoàn nổ láo xạo. Thì đúng rồi, em nói rất là đúng, nói rất là đúng luôn đó quý vị. Ở đó mà nói mà xây nhà mà chỉ cần trễ một cái tôi nói phá sản bán nhà luôn, đền còn không kịp nữa chứ ở đó. Cho nên là có những cái trường hợp, có những giám đốc công ty đó, thì khi mà ăn nên làm ra thì cũng dữ lắm. Nhưng mà đến một cái thời điểm nào đó nó khiến cho mình phải phá sản đó quý vị. Thì chỉ cần mà trễ một cái hợp đồng thôi, như vậy thôi là đã bán nhà phá sản rồi. Có rất là nhiều trường hợp khách hàng là người Hàn Quốc, tôi nhìn tôi biết nha quý vị. Ví dụ như là hồi 5 năm trước tôi đi dịch cho một cái người đó, một cái ông đó là một giám đốc công ty may mặc đó quý vị, rất là lớn ở bên Indo, người Hàn Quốc nhưng mà ở bên Indo đó quý vị. Đó, mở công ty bên Indo nhưng về Việt Nam, về Việt Nam là thu mua lại những cái hàng tồn của bên Việt Nam, tức là giải đó quý vị, giải để nhập về bên Indo đó. Thì hồi cái lúc đó tôi nói xài tiền như nước luôn quý vị, đó rất là sang. Thậm chí đi vô trong một cái nhà hàng ăn bình thường thôi mà những cái đứa mà đứng phục vụ là mỗi đứa bo một lần 500 ngàn, mà cách đây mười mấy năm về trước đó quý vị, mỗi đứa đều 500 ngàn. Mà sau khi 5 năm sau quay lại đó quý vị, tôi thấy ổng tàn tạ vô cùng. Là công ty của ổng không phá sản nhưng không ăn nên làm ra, nó suy sụp và không có hợp đồng. Nó khiến nhiều thứ lắm. Còn này nói nguyên một công ty xây dựng mà nó bỏ hết tất cả hợp đồng xây dựng để mà đi về Việt Nam giúp con vô ơn, nói xạo, hợp đồng trên miệng hả? Chứ nếu mà thật ra người ta làm chủ một cái doanh nghiệp đó quý vị, không ai dám bỏ cái doanh nghiệp của người ta để mà đi giúp mà những cái người mà không biết đâu quý vị. Tại vì trên thiên hạ này là nó có rất là nhiều trường hợp lắm, không lẽ mình bay mình đi giúp hết, làm gì có quý vị. Chỉ có lợi nhuận và chỉ có mục đích thỏa thuận với nhau thì mới về mà thôi. Còn nói mà bỏ hết công ăn việc làm của mình để mà đi giúp, xạo cho nó quen. Rồi bình luận cuối cùng nha quý vị, tối nay khoảng mấy giờ vậy chị? Làm riết rồi thấy không giống ai hết. Nếu nói phụ nữ chân có lông là ghê gớm thì ở Việt Nam này nhiều người gớm lắm đó. Đặc biệt có một cái ông, ổng nói ổng là đàn ông mà chân của ổng không có một cọng. Lên clip cho em nhắn với cái người đàn ông đó, đàn ông mà chân không có một cọng lông thì hãy xem lại giới tính của mình đi. Nếu chuẩn men là một rừng, càng ngày càng lòi ra những cái loại vô học. Em nói thật chứ, chị thứ năm của em còn nhiều hơn chị nữa, mà cọng nó to đen hơn là đàn ông luôn. Cười nhạo cái gì? Chứ cười về cái vấn đề mà chân phụ nữ có lông thì quá vô duyên, xúc phạm người ta luôn, chứ vô duyên gì nữa. Đúng là càng ngày càng không ưa nổi mấy người đó. Có dám đảm bảo là con cháu đời sau của họ chân không có lông không? Bức xúc thiệt chứ. Chị lên clip bổ vào đầu những cái đứa u mê không có kiến thức đó đi chị. Thì thật ra là cái này nó vô duyên thiệt. Tại vì nó không có cái gì để moi chị ra đã bắt đầu moi cái đó. Tại vì có những người là lông họ rất là cứng. Nó cứng hơn là em biết lý do tại sao không? Là tại vì những người phụ nữ đó, và có thể là chị của em á, là mắc cỡ cái cạo.
cạo cái lông nó đi thì khi mà cái lông cạo thì lúc nào nó cũng ra, đúng không? Là khi nó ra sau này là cọng nào cọng nấy nó cứng ngắc mà nó ăn thui hà. Cho nên là trời sinh ra có lông để y hệt vậy đi, nó mướt nó đẹp dữ lắm. Tại khi mà nó ra là cái lông giống y hệt như tóc của mình vậy đó quý vị. Đến một cái thời điểm nào đó tự động nó rụng và nó mọc ra cái lông khác. Còn những người đi triệt lông á, đối với lại tôi đó quý vị thì là không nên. Là tại vì á, lông là vốn dĩ trong cơ thể của mình nó phải mọc. Mà bây giờ mình đi triệt lông và có những loại thuốc á, là làm cho nó không mọc lông. Nó không phải không mọc đâu quý vị, mà nó mọc ngược vô trong. Mà khi lông nó mọc ngược vô trong có thể là nó sẽ gây ung thư, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cho nên là cha mẹ sinh sao để y hệt vậy đi quý vị. Giống y hệt như tôi đây nè quý vị, lông mướt thấy mồ luôn. Chân thì trắng mà lông thì mướt, đẹp chứ có xấu ở chỗ nào đâu mà mắc cỡ với lại xấu hổ. Chẳng qua là những cái tuổi đó là nó không còn gì để moi, mà phải nói là cái loại mà đầu đường xó chợ thì nó chỉ có cái dạng là ăn nói vậy thôi em. Chứ nó không có một cái gì gọi là đẳng cấp của những người mà có trình độ cả. Chứ đừng có nói tới là cái vấn đề là đại gia. Cho nên là phần 115 ngày hôm nay á, Bisen kết thúc ở đây nha quý vị. Hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt. Annyeonghaseyo, tame video mạnh na yo. Bye bye.